Chào tất cả mọi người đến với talk show ngày hôm nay của Hội Du học sinh ngành Kiến trúc Xây dựng và Mỹ thuật. Thì mình xin giới thiệu mình là Đạo, mình là một trong các admin của Hội Du học sinh của mình. Thì sau khi mình làm một số du học một số các ngành, một số các nước như Pháp, Anh, Mỹ và Nhật, thì hôm nay bọn mình sẽ làm nước Đức. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một số các khách mời talk show của hôm nay của chúng mình. Đấy là anh Nguyễn Quang Huy, anh Nguyễn Hoàng Hải và bạn Đào Mạnh Hoàn. Thì đầu tiên xin cảm ơn các anh đã dành thời gian để chia sẻ với bọn em về kinh nghiệm du học tại Đức. Thì để chương trình có thể bắt đầu thì em xin mời các khách mời có thể chia sẻ một cách ngắn gọn về cái chặng đường du học kiến trúc tại Đức, rồi là liệu coi bản thân cũng như là công việc hiện tại, và rất là quan trọng đấy là cái lý do mà tại sao các anh lại đặc biệt là chọn nước Đức chứ không phải là một đất nước nào khác trong châu Âu hay là châu Á. Thì để bắt đầu thì em xin mời cây cổ thụ trước, mời anh Huy ạ. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Anh tên là Nguyễn Quang Huy. Anh đã đi học ở Đức và làm việc ở Đức được đến nay là 15 năm. Anh sang là năm 2005. Thì từ lúc đó tới đây thì anh làm được 3 công ty. Anh đi làm được khoảng cỡ 12 năm rồi. Anh đi à không 11 năm chứ, tại vì anh đi học cũng hết mất 4 năm. Xong rồi bây giờ anh đi làm được 11 năm thì cũng trải qua 3 công ty. Từ Stuttgart, anh học ở Kunstakademie Stuttgart. Anh học master ở đấy, xong rồi anh ra anh đi làm ở Stuttgart một thời gian, rồi lên Frankfurt, rồi bây giờ bị vướng lại ở đây. Rồi khi nào mà các em ơi, khi nào mà các em lên Frankfurt thì cũng có một số công trình của anh đã được xây xong ở Frankfurt, ví dụ như là đối diện cái Deutsche Bank Tour, mà là hai cái tòa tháp đôi của Deutsche Bank ấy, thì nó xéo qua thì là có một cái công trình mới tên là Mind Zero. Thì là nó làm cho cái cũng cho Deutsche Bank luôn. Thì để làm cho cái thị trường chứng khoán của Deutsche Bank nó cần một cái tòa nhà, thì cái tòa nhà đó là do anh thiết kế. Cái đó là cái lúc anh làm với lại KSP. Còn bây giờ thì lúc trước anh làm ở KSP và thì anh làm rất là nhiều về văn phòng. Còn bây giờ thì anh chuyển hướng một chút xíu là làm về nhà ở nhiều hơn. Thì trước khi anh sang Đức anh học Master thì là anh học đại học kiến trúc ở thành phố Hồ Chí Minh. Kiến trúc ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Vâng, vâng. Ok, em cảm ơn anh. Em mời anh Hải. Ok, chào mọi người, mình tên là Hải. Mình sang Đức được bên tổng cộng là 12 năm rồi. Mình học Bachelor Master ở Đức hết. Thì mình học ở Bauhaus Universität, học cả hai luôn. Do mình cũng lười, không chuyển, với cả hơi thụ động một tí. Nên là hơi lười. Mình đã làm được bây giờ tổng cộng cũng được 4 năm, 4 năm rưỡi, 5 năm, và thời gian làm đi học mình cũng làm qua tầm 5 năm rồi, thì vừa học vừa làm. Thì tại sao mình sang Đức thì rất là tình cờ thôi, cũng không phải là chủ định gì của mình cả. Mình tự muốn tìm kiếm bản thân thôi, muốn đi sang. Thực sự từ đầu là mình cũng chưa biết là mình học kiến trúc hay không, nhưng mà so far như thế nào để mình vào kiến trúc là mình học tiếp tục kiến trúc thôi. Học rồi thấy nghiện. Học xong lại thấy thích, thấy nghiện đó. Và không biết làm cái gì nữa cả ngoài kiến trúc. Đúng, yêu nghề đấy là quá tuyệt vời rồi. Vâng, cảm ơn anh. Thế mời anh Hoàn. Bạn Hoàn thôi. Ok. Chào tất cả mọi người. Thì mình là Hoàn. Mình sang Đức từ năm 2015. Và trước mình cũng học ở Việt Nam được 1 năm rưỡi, trường học xây dựng. Sau đó thì mình chuyển sang Đức và học, và hiện tại đang ở trường Hochschule für Technik Stuttgart. Thì kinh nghiệm làm việc của mình thì mình cũng đi làm từ những kỳ đầu tiên của khi học đại học ở đây ở công ty xây dựng. Sau đó thì mình chuyển sang công ty thiết kế, chuyên làm về các competition. Sau đó thì mình cũng vừa kết thúc khóa thực tập của mình ở Thụy Sĩ, và bây giờ hiện tại mình lại quay trở lại công ty đang làm ở Đức.
Và cái chuyên ngành bọn mình vừa nhấn vào thì là về về các cái web web gọi là computation ấy, thì chuyên về cái đó. Và kinh nghiệm làm việc thì cũng đấy, từ đấy thì từ cái hồi học đại học thôi thì bây giờ được 3 năm rưỡi đi làm việc ở mọi nơi rồi. Ok, cảm ơn Hoàng. Thì chương trình của mình ngày hôm nay sẽ chia theo một cái quá trình thời gian của một người từ du học Đức, từ lúc ở nhà cho đến lúc sang Đức học đại học, học dự bị và sau đấy thì đi làm, và mình có chuẩn bị một số câu hỏi để hỏi các khách mời. Thì phần đầu tiên là trước khi mình sang Đức thì quá trình làm hồ sơ và học tiếng để chuẩn bị đi du học. Thì phần này thì mình xin hỏi bạn Hoàn trước, cái điều kiện để mình đi du học Đức là gì, về kiến thức cũng như là về, các bạn rất quan tâm đến là về tài chính. Thì Hoàn có thể giải đáp cho các bạn. Đúng rồi. Thì đầu tiên cái câu hỏi đấy thì mình trước mắt về cái điều kiện chung ấy, để mọi người được sang Đức du học ấy, thì mọi người cũng phải chú ý rằng là các bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông đã này, và điểm thi trung bình tất cả phải trên 6, và không có môn nào dưới 4, và tất nhiên là cần bằng B1 để mà sang Đức. Và trong quá trình học thì không được ngắt quãng, để rất nhiều bạn ở Việt Nam mình có quen nên là có cái mục đích và có cái hướng muốn du học ấy, nhưng mà các bạn trong quá trình học là bị ngắt một năm hoặc là nửa kỳ gì đấy, các bạn làm một cái kỳ nghỉ mà không có một cái thời gian rõ ràng báo cho trường hoặc là gì đấy, thì những bạn đó cũng không đủ điều kiện để mà sang Đức. Thì cái đấy là cái rất nhiều bạn vướng phải. Hầu như các bạn đã sắp phải đã qua được tất cả các cái điều kiện khác, nhưng mà đến khi muốn đi Đức chẳng hạn thì là bị vướng cái khoảng thời gian ngắt quãng đó. Các bạn có thể nghỉ một năm không đi học hoặc là nghỉ nửa năm không đi học, thì cái đó có thể sở hữu kiểu họ sẽ không đồng ý. Và chứng minh tài chính là cái mà nhiều bạn muốn biết, tại vì sắp tới em gái mình cũng chuẩn bị sang nên mình cũng khá nắm rõ về những cái này. Ví dụ tài chính bây giờ không như ngày xưa, trước đây thì 8.000 thôi nhưng mà bây giờ tăng lên 10.000 rồi, chắc là do lạm phát gì đó không biết. Và ngoài những cái đó ấy, thì cái quan trọng nhất và mình nghĩ rằng là các bạn quan tâm ấy, để mà sang du học Đức ngành kiến trúc, nói chung là các bạn phải chuẩn bị cho mình những cái kiến thức căn bản và những cái phần mềm căn bản, để mà khi sang đây các bạn có thể từ cái đó mà các bạn có một cái hướng đi tốt hơn, hoặc có một cái quá trình học tập tốt hơn. Như mình trước đây, mình trước khi sang Đức thì mình đã tìm hiểu qua các phần mềm về CAD và 3D cũng như Photoshop và vẽ tay, nên mà khi sang đây thì mình nghĩ rằng là đó là một cái lợi thế rất là lớn, và đó là cái các bạn nên, ngoài những cái điều kiện căn bản sang Đức thì đấy là cái điều kiện mà mình nghĩ rằng là các bạn nên tập trung học trước hoặc là tìm hiểu trước để sang đây có một cái nền tảng căn bản tốt hơn. Thì đó là những cái bao quát mà các bạn muốn du học Đức thì bạn có thể quan tâm. Ok, cảm ơn Hoàn về câu trả lời rất là đầy đủ. Thì Hoàn có nhắc đến là mình nên chuẩn bị cả kiến thức về phần mềm đúng không? Và phần mềm ở Việt Nam và Đức là chắc cũng rất là khác nhau, thì Hoàn có thể nói một số tên phần mềm tiêu biểu để cho các bạn có thể chuẩn bị ở nhà không làm tìm hiểu quen trước. Vâng. Ở Việt Nam ấy thì đa phần mọi người hay dùng phần mềm là 3ds Max hoặc là SketchUp hoặc AutoCAD, thì cái đó thì ở Đức thì họ cũng dùng thôi, nhưng mà không phải tất cả công ty. Đa phần công ty ấy, họ đều dùng hai loại phần mềm chính mà mình biết là Vectorworks và AutoCAD. Ngoài ra thì cũng có những công ty thiết kế họ dùng SketchUp hoặc là Rhino hoặc là các phần mềm giống như đúng rồi, cũng dùng khá là nhiều. Nhưng mà cái mà mình nghĩ rằng là Việt Nam bây giờ họ cũng khá là cập nhật, đó là AutoCAD ở Việt Nam. AutoCAD. Ok. Có vẻ Hoàn có vẻ hơi bị sóng yếu rồi. Mọi người thấy thế hơi đứng hình không nhỉ? Của Hoàng đó. Vừa mới đứng một cái. Ok. Ok, vậy thì các bạn nếu mà muốn sang du học ở Đức thì cũng nên chuẩn bị một kiến thức phần mềm là phần AutoCAD, thì nó cũng rất là khác với cả AutoCAD bởi vì nó làm việc trên hệ 3D nhiều hơn. AutoCAD mình nó chỉ có 2D thôi. Tức là bên này anh thấy các cái software bên này dùng nó đang hướng tới BIM. Nhưng bây giờ các công ty nó đang cố gắng chuyển hết sang cái phần mềm này để phục vụ cho cả các cái phần cho engineer các thứ nữa, để cho hai bên kết hợp dễ hơn. Vâng. Là AutoCAD và Vectorworks là được dùng khá nhiều ở Đức. Vâng. Ok, cảm ơn. Hoàn đâu nhỉ? Tùng, em có thể xem kết nối với anh Hoàn xem là anh có vấn đề. Anh làm tiếp để em đi làm với anh Hoàn. Ok, cảm ơn em. Thì có một vấn đề cũng được quan tâm, đấy là cái tiếng Đức nó khá là khó. Thì có một số người hỏi em là liệu du học
Đức ngành kiến trúc bằng tiếng Anh thì có khả quan không, hoặc là có cái khả năng nào không? Thì em biết là anh Huy thì có học đại học ở nhà và sang đại học master, thì lúc anh sang đại học thì anh học kiến bằng tiếng Đức hay tiếng Anh? Anh sang đây thì anh bỏ một năm anh học tiếng Đức, tại vì khi mà anh sang đây thì đó là cái thời đó thì là rất là lâu rồi so với bây giờ. Thì nó cũng khác đi, cái điều kiện sang đây nó cũng khác. Lúc đó thì sang đây thì anh mới học bắt vừa bắt đầu học tiếng Đức được một tháng rưỡi, thì anh đã được xin được sang đây rồi. Thì khi mà sang đây thì anh học hết một gần 8 tháng tiếng nữa, anh chỉ tập trung anh học tiếng không thôi. Xong rồi sau đó thì anh mới xin đi học. Có nghĩa là anh cũng học bằng tiếng Đức. Anh học bằng tiếng Đức. Thì anh muốn phân biệt rõ cho các bạn về cái chuyện học tiếng Đức hay tiếng tiếng Anh, nó là như thế này. Đó là khi mà bạn xác định là bạn sang Đức và bạn muốn học xong rồi về, thì ok, bạn có thể học tiếng Anh cũng không sao hết. Mà nếu mà bạn nào mà đã có một cái ý định là ok, tôi muốn đi làm lại một vài năm ở đây, ít nhất là một vài năm ở bên Đức này, thì cái xác suất, cái cơ hội của các bạn sẽ cao hơn rất là nhiều nếu như mà các bạn học bằng tiếng Đức và các bạn đi thực tập bằng tiếng Đức trước, xong rồi rồi các bạn bước chân vào trong một cái môi trường làm việc. Tại vì ở bên này nếu mà nói thì thực ra họ vẫn nếu mà em học tiếng Đức thì cái cơ hội của em vẫn nhiều hơn chứ. Tiếng Đức, tiếng Anh ở bên này cũng không phổ biến lắm, mặc dù nhất là ngành kiến trúc, các ngành khác em thấy bạn này học thì có một chút tiếng Anh và tiếng Đức, về kiến trúc thì vẫn có thể hệ master ở đâu đấy thôi, chứ còn hệ master thì đã có đó. Ví dụ như trong lớp của anh, cái lớp của anh là cái lớp đầu tiên của trường Kunst Academy, master đầu tiên của trường đó ở Stuttgart. Thì cái lúc đó là dù cho bọn anh học tiếng Đức hay tiếng Anh thì tụi anh cũng đều ok hết, tại vì thầy có thể dạy cho mình bằng cái nó, nhưng mà lúc đi sửa bài thì vẫn bằng tiếng Đức, hoặc là đến trường nghe lớp giảng thì vẫn bằng tiếng Đức. Nhưng mà lúc đó thì do là mới á, cho nên là họ vẫn còn chưa có biết, họ đang thử, cho nên là lúc đó thì là học tiếng gì họ cũng nghĩ là sẽ, họ cũng nói là ok. Thì sau này thì anh biết là một vài trường, ví dụ hoặc là trường ở Frankfurt này nè, thì là học bằng tiếng Anh, thì cái đó là tùy từng trường thôi. Nhưng mà anh nói cái xác định, do là cái xác định của các bạn, nếu như mà các bạn muốn đi làm việc ở bên này thì các bạn bỏ công sức ra một chút để các bạn học tiếng Đức, thì các bạn sẽ hòa nhập được vào cái xã hội ở bên này dễ dàng hơn và có được cái công việc tốt hơn. Vâng, em xác nhận điều đấy. Thế còn liệu về vấn đề về học bổng thì sao? Anh Huy hoặc là anh Hải có biết một cái ai đấy có muốn xin học bổng du học Đức thì liệu có không? Anh chắc là anh học ngu quá cho nên anh không có học bổng. anh đi học tự thân. Mình cũng tự thân thôi, mình không học bổng. Mình cũng đã từng tìm hiểu nhưng mà không thấy cái nào nó ấy lắm. Đó đó cũng là cái lý do mà tại sao mà anh xin học bổng của bố mẹ nhé. Đó là cái đứng tiệc á. Cái đó cái đó là lý do tại sao anh chọn nước Đức. Thì tất cả các bạn học ở Đức thì các bạn cũng đã biết rồi là đi học ở Đức nó không tốn tiền, đúng không? Và cái tiền học phí của mình nó còn rẻ hơn là cái tiền học phí ở Việt Nam mình đóng cho trường nữa. Mà cái tiền học phí đó nhiều khi mình thu lại được từ cái tiền học phí đó nó còn nhiều hơn. Ví dụ như là mình được cho cái vé đi toàn ban chẳng hạn. Khi mà bạn đăng ký, dành cái này là thông tin cho các bạn ở Việt Nam nha, cái là khi mà các bạn đăng ký, ví dụ như các bạn đóng, anh nói ví dụ thôi nha, các bạn đóng 100 đồng cho trường, nhưng mà trong khi cái vé đi toàn ban nó đã mất hết 150 rồi. Thì các bạn có lại là các bạn được cái status là sinh viên thì các bạn lại có lợi hơn. Và trường anh á, thì anh không biết các trường khác như thế nào, thì hai bạn kia có thể nói vào. Thì trường anh có một cái là rất là hay là vì trường anh rất ít sinh viên, cho nên là khi vào học rất là thích, người ta cho em tiền để đi gọi là Việt Nam mình gọi là như excursion Việt Nam gọi là đi thực tập, đi
đi trao đổi với một trường khác hoặc là tham quan một cái nơi khác hoặc là đi gặp một cái sinh viên của một cái trường khác. Thì ví dụ như là anh đó là cái năm cuối của anh là anh được trường cho cái vé đi Nhật, rồi cho cái đóng tiền cho mình đi Nhật, rồi cho cái tiền khách sạn hết, rồi gặp các trường đại học ở bên Nhật, rồi này kia. Nói chung là anh đóng cho trường chỉ có 100 đồng mà cuối cùng anh thu lại chắc là phải mấy chục nghìn. Vâng, công nhận là sinh viên ở Đức thì được hỗ trợ rất là nhiều. Cuộc sống của sinh viên nó cũng rất là rẻ. Được hỗ trợ rồi, thậm chí là đi xem bảo tàng các thứ đều được giảm giá. Sống tới 26 tuổi thì tất cả các thứ đều miễn phí nha. Sau đúng không? Sau 26 tuổi. Vâng. Đúng rồi. Có một số bạn có một số bạn thì quá tuổi rồi không được đúng không? Vâng, bao mức anh vâng. Thì vâng, đấy mình đã còn qua một cái phần đầu tiên của chương trình, đấy là trước khi mình chuẩn bị sang Đức. Thì bây giờ nếu mà khi mình sang Đức rồi thì cái chi phí du học tại Đức, mình không nói về cái khoản tiền mình phải để có tài khoản nữa, thì cái tiền nhà, tiền ăn uống các thứ thì ở Đức thì nó rất là khoảng bao nhiêu anh? Tuy nhiên là nó cũng thay đổi từ thành phố, nhưng mà nếu mà có thể nói chung thì anh Hải trả lời câu hỏi này trước. Anh Hải chắc là em trả lời. Dạ. Em thì thực sự là em đã chọn ở Weimar, là cũng là một thành phố nhỏ ở giữa nước Đức. Dạ. Nên là cái chi phí nó cũng là tính thuộc Đông Đức, thì chi phí nó cũng khá là thấp, nó không phải cao nên mình dành được tiền cho nhiều việc khác. Ví dụ như là một tháng thì mình có thể tiêu trong khoảng 450 đến 500. Thì trong đó là tiền nhà, chắc là anh biết tiền nhà tiền cao nhất, lúc nào thấy đi làm cho đến là học sinh viên nhà cao nhất. Là khoảng bao nhiêu ở Weimar? Ở Weimar anh nhớ nhà của anh khá rẻ, có khoảng 130-140 thôi một phòng. Kiểu mơ ước rồi, bây giờ không còn cái nào như thế đâu. Vâng. Cũng phải lưu ý là thời điểm anh Hải đi du học là cách đây bao nhiêu năm rồi anh nhỉ? Thôi anh khoảng 10 năm. Bây giờ thì chắc là không còn đấy. Ngót 6-7 năm rồi. Vâng. Yeah. Sorry mọi người, nhưng vợ mình bị mất mạng. Bị out ra. Ok. Cái này để hỏi đây. Thông tin chính xác nhất hiện tại chắc phải hỏi Hoàn mới biết được. Hoàn vâng. Mới rõ nhất về hiện tại. Vâng, thì em cũng được kê qua rồi đấy. Thì chi phí mà du học Đức ấy thì em chia ra làm hai giai đoạn. Một là cái giai đoạn mình học college ấy, lúc nào là chi phí nó cũng ít hơn, tại vì các bạn không mất tiền học, và thường college ở những thành phố nó sẽ rất là bé, nên là cái chi phí tiền nhà, tiền ăn, tiền ở nó sẽ giảm thiểu hơn. Nhưng mà cái giai đoạn thứ hai các bạn phải chi trả nhiều hơn, đó là giai đoạn mà khi các bạn học ở trường uni hoặc trường đại học đó, thì thường các bạn sẽ có xu hướng đi đến những thành phố lớn, những thành phố mà nó có nhiều những cái chuyên ngành mình muốn đó. Thì ở đó thì thường sẽ gặp phải những cái vấn đề là tiền nhà đắt hơn, chi phí ăn ở đi lại sẽ cao hơn, và đó là những cái khoảng thời gian các bạn chi trả nó nhiều hơn so với những cái so với giai đoạn mình học ở college. Thì mình cũng liệt kê qua những trước đây thì hội mình cũng up lên một cái gọi là bảng chi phí ở các thành phố mà do chính các bạn sinh viên ở Đức tự ra mền với nhau, tự thu thập với nhau đó, thì mình nghĩ là đấy nó cũng khá chính xác. Còn cái thông tin của mình ấy, thì ở các thành phố nhỏ như mình từng trải nghiệm Nordhausen ấy, thì một tháng nó rơi khoảng tầm từ 400 đến 500 €. Đấy ở những thành phố mà không quá đông đúc mà vẫn có thể học college được. Thì đó là tiền nhà hả em, hay là tiền sinh hoạt phí luôn? Tiền sinh hoạt hết em. Tiền tất cả đấy ạ. Vậy tiền nhà có thể dao động từ 150 đến 250, là có được một căn phòng gọi là ok rồi. Còn tiền ăn thì em nghĩ rằng là 150 đến 200 các bạn có thể ăn sung sinh. Và mình nghĩ là nếu mà mình đang tính cái khoản chi phí các bạn bắt buộc phải bỏ ra, chứ không tính là chi phí phải đi du lịch rồi phải mua đồ mua sắm rồi mua đồ hiệu các thứ thì mình không tính vào. Nhưng những cái khoản chi phí bắt buộc mình phải bỏ ra để mà có được cuộc sống bình thường thì nó rơi khoảng tầm từ 400 đến 500 ở các thành phố nhỏ. Còn lên đại học rồi thì mình bắt đầu phải chi nhiều khoản hơn cho học tập, rồi cho đi lại, cho những thành phố lớn hơn, thì nó rơi vào tầm từ ít nhất từ 500 đến 700. Đó là những cái thông số mà mình từ cái cá nhân mình cũng như là những bạn bè mình quen có được. Thì Hoàn vừa nhắc đến một cái, đấy là college đúng không? Thì em xin phép mọi người là có thể không phải là ai ở trong cái nhóm của mình cũng nói được tiếng Đức ấy. Nếu mà mọi người biết là nếu ở bên sinh hoạt lâu thì nhiều lúc cái tiếng cũng quên. Thì mình xin giải thích là trường college là cái trường dự bị, là trước khi mình sang Đức mình phải học ở trường đấy. Thì Hoàn có thể nói qua về cái college
mình phải làm gì khi mình cái quá trình muốn làm cái quá trình collect đấy và nó kéo dài bao nhiêu lâu được không? Collect, sorry các bạn nhé, tại vì mình bên này cũng lâu không nói chuyện kiểu ấy, nhưng mà nhiều từ mình vẫn dừng, vẫn là nửa Đức nửa Việt. Thì collect nó là một trường dự bị như Đạo vừa nói đấy. Thì ở collect thì các bạn sẽ phải được học lại 6 môn tùy theo cái chuyên ngành các bạn theo đuổi về sau. Như mình thì học kiến trúc thì mình sẽ theo ngành khối T, khối technique, khối kỹ thuật đó, thì sẽ có gồm có toán, lý, tiếng Anh, tiếng Đức và hóa có đúng không? Và một môn nữa là môn tin học. Thì đó là 6 cái môn mà mình sẽ được học lại trong cái quá trình học collect. Và sau khi collect rồi thì các bạn sẽ có bằng đó, và cái bằng đó nó tương đương với cái bằng như kiểu mình đi như ở Việt Nam bây giờ đó, là có cái bằng tốt nghiệp đó để mình đi xin vào các trường uni hoặc các trường đại học ở bên Đức này. Thì đó là những cái môn học mà mình sẽ học lại ở trong collect. Okay. Okay, cảm ơn. Anh ơi, ông có tai nghe không? Kiểu nếu mà tai nghe thì tiếng nó sẽ bớt vang ấy. Ok. Yeah, ok. Ok, better không? Yeah, it's better. Thì okay. Sau khi học collect thì mình sẽ có một kỳ thi lúc cuối đúng không? Và mình sẽ lấy cái điểm của cái môn thi để tổng kết các 6 môn để mình lấy cái điểm để mình đi thi, mình apply vào các cái trường. Thì sau khi học collect xong thì có một câu hỏi rất là lớn, rất là khó là bây giờ mình chọn trường nào đúng không? Xem là thành phố nào, cái đấy rất là mình không biết là trường nào sẽ nhận mình. Thì cái mảng đấy rất là có nhiều người rất là băn khoăn. Vậy thì theo mọi người thì cái tiêu chí nào là cái tiêu chí quan trọng nhất để mình quyết định là cái trường mình sẽ học là nó ở thành phố nào, hay là thì anh Huy có thể chia sẻ không? Anh nghĩ cái tiêu chí đầu tiên là mình phải list ra một cái danh sách là những cái trường mà mình muốn học. Dạ. Và ở một cái thành phố nào, và ở một cái thành phố giống như nãy bạn Hoàng có đưa ra hai cái nơi đó, là một cái nơi là ở một cái thành phố nhỏ hơn và một cái thành phố lớn hơn. Anh nói như vậy cho nó dễ hiểu nha. Ở một cái thành phố lớn hơn thì không hẳn là ở bên này cái trình độ học của các bạn rất là đồng đều nha các bạn nha, là trình độ đại học của các bạn thực sự rất là đồng đều, cho nên là dù học ở thành phố nhỏ hay thành phố lớn thì cái khả năng và cái trình độ của các bạn cũng gần như là nhau, nó không có chênh lệch nhiều. Nhưng mà anh sẽ phân tích về cái chuyện lợi thế của ở cái thành phố lớn nó như thế nào. Đó là ở thành phố lớn là sẽ tập trung rất là nhiều những cái văn phòng kiến trúc, và khi mà các bạn mà nghĩ, anh khuyên là nếu như các bạn nào mà thích ở lại Đức thì khi mà các bạn song song với các bạn đi học thì các bạn nên đi xin làm thực tập song song với cái việc học của mình ở một cái thành phố, ở một cái văn phòng kiến trúc. Thì cái đó nó quyết định cái yếu tố chọn trường của bạn nữa. Ngày xưa anh cũng chọn kiểu như vậy, đó là mình sẽ nghĩ là ok, bây giờ mình quyết định là mình đi, mặc dù là ở thành phố lớn thì mình sẽ chi trả những cái sinh hoạt phí rất là nhiều, cái tiền thuê nhà cũng nhiều và cái tiền mọi thứ nó đều đắt đỏ hơn. Nhưng mà khi mà mình nghĩ đến cái chuyện là ở bạn học ở bên Đức bạn được đi làm mà, đó, cho nên là mình sẽ dùng cái tiền đi làm đó một hai ngày trong tuần đó mình đi làm để mà mình chi trả cho những cái như vậy. Thì sau này cái việc mà mình gia nhập vào cái những cái công ty để đi làm nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đó, thì cái đó là một cái yếu tố mà cũng là đầu tiên mà anh nghĩ đến khi mà anh chọn trường. Rồi cái yếu tố thứ hai, đó cái là yếu tố cơ hội việc làm. Cảm ơn. Đó. Rồi cái yếu tố thứ hai đó là cái trường đó nó có về cái phương pháp dạy, nó có phù hợp với cái cách suy nghĩ của mình hay không, và cái cách mà mình muốn học hay không. Cái đó, cái yếu tố thứ hai này nó rất là khó cho các bạn mà từ Việt Nam sang mà chưa học kiến trúc bao giờ, hoặc là mới chỉ học một năm. Đối với anh thấy anh học 5 năm ở kiến trúc ở Việt Nam á, thì anh sang đây anh vẫn còn rất là bỡ ngỡ, tại vì hồi đó anh học anh chơi nhiều. Thấy có vẻ là chơi nhiều hơn học, cho nên là cũng sang đây cũng hơi mệt, là vì mình phải chạy theo các bạn. Cái việc mà chọn cái trường nào nó phù hợp với mình hay không thì anh đầu tiên khi mà từ Việt Nam sang đây anh nghĩ anh sẽ thử học nội thất xem như thế nào.
Cho nên là anh đã đăng ký học một khóa, một một semester ở Rosenheim, là SH Rosenheim, là kỳ đó là cái trường đó, trường duy nhất nhận anh đi học nội thất. Thì anh ok, anh nhảy xuống đó anh học một khóa. Nhưng mà xong nó sau sau cái khóa đó thì anh lại thấy cái này nó không có phù hợp, hoàn toàn nó không phù hợp gì với mình. Mình tưởng đâu là nó sẽ phù hợp với mình, nhưng mà không phải. Thế là anh lại đi làm thực tập. Thì sau cái trong cái lúc làm thực tập đó thì sếp của anh á là giảng viên của trường Uni Stuttgart. Thì anh mới hỏi là hay là tao lên nộp cho Uni Stuttgart. Thì ông sếp của anh thì ảnh lại làm việc với anh một số cái project rồi, thì ảnh biết cái tính cách của mình và cái cách mình làm việc như thế nào. Thì ổng mới nói không, tao thấy mày mày hợp với trường Kunst Academy hơn. Là anh dịch cái tên này ra cho các bạn ở Việt Nam, đó là Học viện Nghệ thuật ở Stuttgart. Thì cái trường này nó cũng giống như là Uni, tại vì bên anh có chút nữa chắc là mình phải phân loại ra các loại trường đại học cho các bạn ở Việt Nam dạ, biết chứ có, mình có nói về vấn đề đó. Có. Thì bên Kunst Academy của anh á, thì là nó cũng giống như là Uni như vậy á. Nhưng mà bên trường bên anh lại thiên về nghệ thuật hơn, và đầu vào thì phải thi, và một số trường ở đây cũng đầu vào cũng phải thi đúng không em? Trường kiến trúc á. Đúng ạ. Bọn em thì là thực tập. Đó thì đó là hai cái yếu tố mà anh nghĩ là anh sẽ đặt lên hàng đầu khi mà anh chọn trường. Đầu tiên là cái cơ hội việc làm, để mà tại vì lúc đầu anh xác định là anh sẽ đi làm ở đây 2 năm. Lúc mà trước khi anh bước qua đây thì anh đã xác định trong đầu là anh sẽ đi làm ở đây ít nhất là 2 năm. Xong rồi cho nên là anh quyết định ok, mình phải lên một cái thành phố lớn hơn để mà mình có cơ hội việc làm. Xong rồi tới cái yếu tố là trường đó nó có phù hợp với cái tính chất của mình hay không. Ok, nghĩa là tổng kết thì em có cái này hỏi. Anh có ý kiến này. Em đang định hỏi cái anh. Này là tại vì anh Huy sang Đức là anh học master, học sau khi đã định hướng hết cả cái ý nghĩa đúng. Kiến trúc rồi, anh biết kiến trúc là gì và anh sẽ phân tích được và anh sẽ chọn được cái phong cách của mình và mình theo. Nhưng thực sự là anh cảm giác mà khi mà mình có một cái cảm xúc về là mình chọn trường nào, là lúc mà mình học tuyển college ấy, khi mà mình đang học dự bị, mình có biết khả năng Đức của mình, biết cái mình sẽ được có nhiều thời gian đi chơi khu này, thành phố này, thành phố kia, thì bắt đầu có cái cảm xúc về nước Đức hơn, là biết là mình sẽ hợp phù hợp ở chỗ nào. Nhưng mà đúng anh Huy đúng, là nói đúng, vì ngày xưa em học ở thành phố nhỏ, em chọn thành phố nhỏ vì thứ nhất là em quen nhiều người đấy, thứ hai là khả năng tài chính em cũng phù hợp ở đó hơn. Nên là em chọn thành phố Weimar. Thì sau khi ở Weimar học xong đại học thì em cũng đi chơi và đi tìm hiểu và gặp một số các bạn đồng nghiệp, biết là cái trình độ của mình nó cũng không phải thua kém gì các bạn cả. Nhưng mà đúng một cái sau khi mà em ra trường, em thấy là cái em kém mọi người đó là cái tính tự giác, tính chủ động trong cái công việc và chủ động trong cái việc tìm việc và đổi việc các thứ. Nó sẽ chậm, em cảm giác em sẽ chậm hơn những cái bạn đấy. Nhưng mà cái thành phố khác đúng không? Cái thành phố lớn hơn. Thành phố lớn hơn. Ví dụ với em so sánh, ví dụ như Hoàn với cả Đạo chẳng hạn, rất là nhanh nhẹn luôn. Là đi chỗ này đi chỗ kia tìm hiểu rồi xem, đi các thành phố chịu khó. Thực sự là em cũng có đi, nhưng mà em cảm giác bây giờ là vẫn chưa có đủ được cái cảm giác về cho mình tốt hơn. Thực sự bây giờ em lên Hamburg ở thành phố khác rồi. Nó lại cho một cảm xúc khác. Rất may là anh em mình là những cái người kiểu đi du học đã chấp nhận quyết định một cái con đường là sang tự lập rồi, nên là cái khả năng thích ứng là khá cao, khá tốt. Nên là sau khi lên Hamburg là anh cũng cảm giác là mình hòa theo được cái cuộc sống bên này. Nhưng mà tốt nhất là nên đẩy mình lên một tí so với cái lúc mà mình ra dự định. Ví dụ bắt đầu mình làm một cái, mình có thể hơn, mình sẽ đẩy lên, push lên một tí, thì sau đó là mình sẽ tự đẩy cái khả năng của mình cao lên. Lúc mà tìm trường ấy, chọn trường ấy thì anh cảm giác là anh cũng dặn nhiều bạn lắm, nhiều bạn hay hỏi lắm nên chọn trường nào, thì anh bảo là dễ lắm. Sau khi mà mình biết được mình thích chọn trường nào ấy, thì mình sẽ lên các cái trang của trường, rồi có rất nhiều trường nào có trang web riêng của trường, đặc biệt là các ngành kiến trúc thì nó sẽ dặn một cái trang chuyên cho khoa kiến trúc, nó trình bày rồi nó các thể hiện rồi các cái mục tiêu, các cái chỉ tiêu hướng tới, mình xem được cái đấy thì
thì mình có thể định hướng được à nó hợp với mình hay không hợp với mình. Còn hoặc là trực tiếp hơn là cuối cuối kỳ chẳng hạn thì trường thường là trường nào cũng có một cái Ausstellung thì mọi người hay hay đến để xem. Hồi xưa anh ở học ở Weimar, anh học ở cũng ở college nó nào dền do thì toàn lên Weimar xem mọi người chỉ đây là project anh làm, đây là project chị làm, sau đó là mình thích, mình cảm giác là à mình hợp với nơi này thì mình bắt đầu mình học thôi. Vâng. Đó. Có nghĩa là cuối kỳ ở Đức cũng là có một cái Ausstellung, một cái kiểu như triển lãm cái bài tốt của sinh viên đúng không anh? Thì mình xem đấy mình sẽ định hướng được là cái gì đang chờ đợi mình khi mà mình học ở cái trường đại học đấy. Đúng rồi. Vâng, nói chung là đi lại trong quá trình học college thì nên chăm chỉ đi lại và xem thăm thú các thành phố. Thì đúng rồi, là thời gian đấy rẻ mà, đúng không? Vâng. Bây giờ thì hơi khó, bây giờ hơi khó vì Covid các thứ, nhưng mà cái đấy nó rất là đúng, thật sự là. Để rồi em cũng không biết, anh xin chia sẻ là hôm trước thì có một giáo sư, em cũng rất là băn khoăn vì em đang tìm học master ấy, thì có một giáo sư khá là thân em rồi cũng hỏi thăm là bọn này mày thế nào các thứ, rồi em cũng hỏi là bây giờ với tư cách là thầy thì thầy cho em một cái tip đi để xem là chọn trường như thế nào. Thì thầy bảo là ở Đức thì nó cũng khá là đồng đều về học vấn ấy, về trình độ giáo dục của các trường. Và cái quan trọng nhất ấy, nó với thầy đấy thì thầy bảo em là cái thành phố thì cách tốt nhất là đi đến đấy hỏi một vài ngày là xem những cái thứ khác nữa, có những cái thứ không phải là kiến trúc, về học hành nữa, rồi là xem cuộc sống đấy như nào, người ta chơi ở đâu các thứ, để mình cảm thấy cái thành phố ấy nó mình yêu được nó, mình cảm thấy mình ở đấy thì hãng chọn, mình có thuộc về nó không. Đúng rồi thì cái đấy là em. Nếu mà trước đấy có ai nói với em thì hay, chứ bây giờ trước khi em chọn em học ở Dortmund, bởi vì em cũng thật em không thích thành phố Dortmund lắm mặc dù nó là một thành phố lớn. Thì đấy, chia sẻ ngoài rìa một tí như thế. Về cái vấn đề mà chọn trường thì em cũng muốn chia sẻ một chút thì các trường kiến trúc ở Đức thì có rất nhiều trường họ tổ chức cái kỳ thi tuyển sinh đầu vào giống như Việt Nam, nhưng mà cái nội dung của họ nó rất là phong phú, có thể bao gồm cả phỏng vấn, có thể bao gồm cả vẽ tranh, có thể bao gồm rất nhiều những cái nội dung rất nhiều cuộc thi để mình tuyển chọn vào. Thì cái đợt mà em học college, học dự bị đại học thì em cũng đi lại rất là nhiều và em cũng đã tham gia rất nhiều với cái cuộc thi tuyển chọn như vậy, và đấy chính là cái cơ hội rất là tốt để cho mình tìm hiểu được về cái ngôi trường đó, và em thấy khá là hay. Tại vì cái em đã tham gia một số cuộc thi tuyển chọn thì em thấy rất là thích thú với cái hình thức thi của họ, rất là sáng tạo, rất nhiều cái nội dung nó rất là hay. Cảm thấy nó khác hoàn toàn với cách tuyển chọn ở Việt Nam. Ở Việt Nam là cứ phải vẽ tượng xong rồi phải thi toàn lý hóa, nhưng ở đây nó khác hoàn toàn luôn. Có thể nó sẽ cho mình một vài từ thôi, xong từ đấy mình phải vẽ ra một bức tranh trong đấy nội dung nó bao gồm những từ đó đã. Nó có rất nhiều cái nội dung rất là hay. Em nghĩ là những cái bạn sinh viên mà sang Đức du học thì phải thật là chủ động, mình tìm hiểu thông tin trên mạng, mình đi tham gia những cuộc thi như thế thì mình sẽ có thêm được nhiều thông tin hơn về trường đó. Ok, cảm ơn mình chia sẻ. Mình nói thêm một chút nữa thôi, tại vì cái này nó cũng dài rồi. Thì như trường mình mà muốn đăng ký thì sẽ yêu cầu là thực tập. Các bạn thực tập ở một công ty của Đức, For Practicum đó, làm trước khoảng tầm 1 tháng hay 2 tháng gì đó. Thì nếu các bạn muốn thực sự như mọi người nói về trước ấy, các bạn nên đi nhiều thành phố này, nên tìm hiểu trên các ranking hoặc là trên các cái trang mà đánh giá các trường, để xem cái trường nào phù hợp với mình. Từ đó mà mình đến cái thành phố đó, mình thăm trường hoặc mình thăm các không gian ở đó. Nếu phù hợp với mình thì bắt đầu mình phải lên trực tiếp trang web của trường để xem là thủ tục cần những gì, vì mỗi trường yêu cầu khác nhau. Giống như Tùng vừa nói, có trường đòi hỏi vẽ, có trường thì đòi portfolio, có trường thì đòi thực tập, còn có trường thì đòi hỏi những cái buổi nói chuyện riêng chẳng hạn. Thì mình nên tìm hiểu trước đó khoảng tầm vài tháng trước khi mình đăng ký. Từ đó mình ra một cái chiến lược rõ ràng để mình làm thời gian nào, hoàn thành cái gì và nộp khi nào và làm ra sao. Thì đấy là những cái mà rất là cốt yếu để các bạn mà có thể mà đạt được cái mục đích của mình đăng ký vào trường nào và hoàn thành được cái đăng ký vào trường đó. Thế thôi. Có nghĩa là cái việc đăng ký học ở Đức thì nó cũng không, mỗi trường nó một kiểu nên là các bạn phải để ý. Mỗi trường nó yêu cầu một kiểu, nó cũng có một cái lịch khác nhau, nên là các bạn phải để ý là sắp xếp lịch của mình. Đúng rồi, quan trọng nhất là cái lịch ấy, cái bao giờ nhận vào và không nhận vào. Một số trường chỉ nhận mùa đông và một số trường chỉ nhận mùa hè. Đúng rồi đấy. Dạ, đúng rồi. Sang là lịch kỳ, có một cái plan rõ ràng. Vâng. Kế hoạch. Cái đấy cũng là câu chuyện đấy. Cũng là nhiều lần ngu rồi,
em bị nhiều rồi. Thì ngoài ra thì ở Đức thì cái hệ giáo dục ngành đại học của nó gọi là đại học nhưng mà nó chia ra rất là nhiều cái loại trường khác nhau, đúng không anh Huy? Ở đây em thấy rất là hay bởi mình có ba người học ba cái loại đại học khác nhau, hoặc là nói như là anh Huy là học Kunz Academy, anh Hải thì là Bauhaus Universität, còn bạn là Hoàng thì học ở đúng không? Thì mọi người có thể chia sẻ một chút về cái sự khác biệt của cái ba cái này, nó khác nhau như thế nào và ai thì sẽ hợp với cái trường nào hơn? Tại vì em nghĩ là cái này cũng hay quá ha, tự nhiên mình bây giờ ba khách mời là ba trường. Vâng, rất là hay. Tình cờ thế nào? Anh Huy có thể chia sẻ một chút về trường Academy, cũng như là nếu mà anh có kinh nghiệm trường của anh trường. Hả? Ok, vâng. Đúng rồi. Để anh nói về trường của anh đi, tại vì mấy trường khác thì các bạn kia biết nhiều hơn anh. Thì trường của anh về cái mặt định hướng á, thì nó cũng không khác trường trường uni là mấy. Là mình vẫn học thiên về cái lý thuyết nhiều lắm, cái lý thuyết và mà lý luận á, cái lý thuyết lý luận nhiều. Nhưng mà cái trường của anh nó đặt nặng thêm một cái vấn đề, đó là do là nó có chữ Kunst, có nghĩa là cái chữ đó là nghệ thuật, thì nó đặt nặng về cái phần nghệ thuật nhiều hơn. Nó đặt nặng về cái, nhưng mà cũng rất là may là vì trường thực ra là cái trọng tâm của cái trường nó đặt nặng như vậy, nhưng mà ở trong trường anh nó lại có một cái xưởng, một cái xưởng đầy đủ tất cả mọi thứ. Cho nên là khi mà mình học nó về phần lý thuyết thì rất là nặng, phải đọc những cái này để khi mà đi lên chỗ những cái đó, là ngày xưa anh rất là sợ vì mỗi lần mà vì mình mới sang mà tiếng Đức của mình đâu có đủ để mình giống như một cái đứa bé mới chắc 3-4 tuổi nói tiếng Đức thì ok, con chào mẹ con thế này thế kia thôi, chứ có đau bụng hay là vui vẻ đấy thôi, chứ không có thể nào mà đọc được những cái câu lý luận mà gọi là hóc búa mà ẩn sâu ý như thế này trong kia. Hoặc là khi mà đi sửa bài á, anh lúc đầu là cái thời gian đầu anh vào học á là anh hoa mắt với lại thầy cô, vì nhiều khi thầy nói vì là trường nghệ thuật mà cho nên thầy nói rất là hoa mỹ, thì thầy cứ vòng vo thế này, có nghĩa là thầy muốn mình suy nghĩ theo một cái chiều hướng nào đấy, đẩy mình để cho mình phát triển cái hướng đó lên. Nhưng mà cái cách của thầy nói thì thầy không nói A, mà thầy mặc dù là thầy mình muốn mình đi suy nghĩ thử thêm về phát triển về cái ý A đó, thì thầy mình lại nói nếu không B thì sao? Em có hiểu không? Nếu không B thì sao? Nếu không B thì là A hoặc là C, đúng không? Nhưng mà thầy không có đặt trường hợp cụ thể như vậy. Và cái cách của thầy nói nó trừu tượng hơn. Thì cái anh học xong anh cũng không hiểu tại sao anh tốt nghiệp được. Cái vấn đề của anh. Vâng. Yeah. Thì yeah, cái trường của anh thì nó đặt nặng về cái lý luận nghệ thuật, nhưng mà nó cũng có thêm một phần, đó là nó có cho mình những cái thực hành á. Thì ai mà muốn có một cái xưởng mà to để thực hành tất cả những cái gì mà mình suy nghĩ, diễn trong suy nghĩ mình mang nó hết, nó có xưởng gỗ, xưởng ngày đó trường anh đã có 3D Drucker rồi nhé, là có in 3D rồi các thể loại gọi là phase, là khoan cắt đục đẽo gì, hoặc là hàng gắn thổi thủy tinh hay là cái gì, nó là tất cả những cái gì và mình vào làm, thì trường cũng sẽ sponsor cho mình, là trường cũng sẽ vật liệu trường cũng đã mua sẵn rồi với một cái giá rất là rẻ, thì mình cũng được sử dụng cái vật liệu đó mà cái giá rất là rẻ, mình đi mua ở ngoài không bao giờ được như vậy. Công nhận là ở Đức thì cái điều kiện cơ sở vật chất và đặc biệt là làm mô hình rất là thường. Em thấy trường nào cũng có một cái xưởng để sinh viên làm thông nghiệm rõ ràng. Đó thì cái trường của anh là như vậy. Vâng. Có nghĩa là Kunst Academy có nghĩa là một trường nghệ thuật, thì bao giờ nó cũng hướng hoa mỹ thiên hơn, về lý luận, học về concept, làm về lý luận, rồi những cái ý tưởng để mà mình tạo thành ra một cái hình hài đầu tiên, một cái tòa nhà như thế nào đó. Còn về cái phần technique thì bọn anh học rất là, anh nghĩ lại thật là rất là sơ sài.
Thực sự nếu mà anh cảm giác, nếu bây giờ anh đi học á, anh đi ra đi làm rồi á, thì đối với cả những cái mà anh học đó, những cái chứng chỉ đó của bọn anh thì anh thấy là có vẻ là chắc là không được bằng các bạn khác học ở trường technique đâu, trường FA đâu. Yeah. Anh nghĩ là vậy. Ok. Hoàn có thể chia sẻ nếu mà Huy đã nói thế thì liệu học ở FA hay là thì liệu mình có cần phải bổ chi tiết nhiều không, hay là như thế nào, Hoàn có thể chia sẻ một chút không? Hay là mình cũng có nhiều cái lý luận. Ok. Thì trước tiên mình nói qua về ba cái hệ thống của Đức trước đi, là Kunstakademie, Universität là trường Uni và Hochschule, thì nó là ba cái, về tóm lại về cái chương trình giảng dạy, mình nghĩ rằng là nó đều hướng học sinh đến cái mục đích là mình học về kiến trúc, mình tìm hiểu về kiến trúc, tìm hiểu về Enfurg design đó. Và những mỗi trường nó sẽ có cái hướng đi mạnh hơn. Ví dụ như trường Kunstakademie của anh Huy thì đó là không chỉ có cái lượng kiến trúc mà nó đòi hỏi nhiều hơn về cái tính nghệ thuật trong kiến trúc, nó một level nó khác. Còn trường Uni thì sẽ thiên nhiều về lý luận kiến trúc hơn, nghĩa là mình sẽ học nhiều những cái kỹ năng, những cái lý luận trong kiến trúc. Đấy là ở những cái Angemai. Còn Hochschule của mình ấy thì sẽ đẩy mạnh vào các technique kỹ thuật cũng như là các cái tính toán trong kiến trúc. Vậy thì như bọn mình đang học hiện tại ấy, thì bọn mình cũng được học tất cả một cái giáo trình căn bản của kiến trúc, về việc lên concept, về việc đưa lý luận vào trong kiến trúc, về tất cả mọi thứ Angemai. Nhưng cái mà bọn mình phải thực sự đẩy mạnh trong quá trình học tập đó là mình hiểu được cách xây dựng của một công trình, cách mổ xẻ detail hơn một chút, và cũng như là cách để mình đưa nó lên các cái bản vẽ kỹ thuật sao cho nó chuyên nghiệp. Hay là gần như khi bọn mình học ở trong trường và mình cũng thực tập ở một công ty xây dựng thì gần như cái kiến thức mình học được trong trường với kiến thức ở trong công ty ấy, nó gần như là 90% là giống nhau và hoàn toàn áp dụng được ngay lập tức khi mình học những kỳ học đầu tiên ở trong công ty rồi. Thì mình nghĩ rằng nếu bạn nào một cái xu hướng là mình muốn vừa học vừa làm, mình muốn học kiến trúc, mình muốn làm ở các công ty kiến trúc nhanh hơn, sớm hơn, thì có thể là FH sẽ cho các bạn những kiến thức đó ngay tức. Còn về sau học FH xong chẳng hạn, như mình thì có cái xu hướng là nghiên cứu sâu hơn về các lý luận kiến trúc, về các cái nghệ thuật trong kiến trúc, thì hướng đi của mình tiếp theo cho Master thì có lẽ giống, có thể là quay về nơi như anh Huy, hoặc là lên Uni, hoặc là mỗi một cái hệ thống giáo dục ở ba cái đó thì đều có thế mạnh riêng, và ai và người nào muốn cái mục đích là gì thôi. Okay. Tùy theo cái tính cách của cái bạn đó. Đó là lý do lúc nào mà anh nói là cái cách chọn trường đó, nó cũng sẽ là do cái tính cách của cái bạn đó để mà chọn cái trường. Vâng. Hải nói thêm về Uni của Hải gì không? Anh Hải OK, có nghĩa là em tổng kết một chút, có nghĩa là cái trường của Hoàn thì là mình làm kỹ thuật rất là nhiều đúng không? Và kiểu như cảm giác như kiểu mình có thể sẵn sàng đi làm ngay, thậm chí có khi chưa tốt nghiệp những cái gì mình làm trong trường cũng rất là thực tế rồi. Cái đấy ở Đức cũng rất là hay, là học rất là thực tế. Thì anh Hải ơi, thì hai người đã chia sẻ về hai cái trường nghệ thuật rồi, trường em gọi là đại học thực tiễn đấy. Còn cái trường gọi là đại học như kiểu như mình biết và mọi người cũng rất là quan tâm đến trường Bauhaus, tại vì ở Việt Nam thì gần như là biết đến kiến trúc của Đức thì lúc nào cũng chỉ có Bauhaus. Rồi sau đây này biết là có rất nhiều thứ khác nữa, thì anh có thể chia sẻ một chút học trường University Bauhaus. Từ đầu như mình nói lúc đầu mình vào cái này rất là tình cờ, su phan thôi, tình cờ vào đây. Sau đó là mình bắt đầu tìm hiểu thì mình thấy thích cái trường, thích cái cách thích cái cách giảng dạy, thích cái cách lý thuyết kiến trúc của trường. Bauhaus thì thực sự là classic ngày xưa, nó bây giờ nó cũng không còn giống như trước nữa, nó thiết kế, cách thiết kế cũng khá mở, và các cái phương pháp thiết kế thì bây giờ ở trường nó chia ra nhiều giáo sư khác nhau lắm. Ví dụ bên Anh có giáo sư chuyên về construction, giáo sư chuyên về cái Baudelaire gọi là gì nhỉ? Và một số cái hả? Em nghĩ đấy là lý luận đúng không? Gọi là chắc là cái môn này không biết tiếng Việt là gì. Ý anh nói là đến cả những giáo sư, có giáo sư rất là bay bổng như kiểu Saadid cũng có. Cơ sở kiến trúc. Cái Baudelaire là cơ sở kiến trúc.
chưa kể học Việt Nam. Ok, cảm ơn Hoàng. Nên nên là cái việc mà theo nó cũng tức là nó cũng có giáo sư chuyên, có sư đi sâu về phần technique nữa, nên là cái việc học học về 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 uni thì không phải sợ là mình cũng yếu về phần technique, về phần thiết kế, nó có giáo sư chuyên về cái đấy. Dạ. Nhưng mà ngược lại thì anh lại không chọn cái đấy, nên là anh hay theo vào cái phần cơ sở thiết kế kiến trúc hơn, cái phần mà mình thiết kế phân tích các hướng đi của kiến trúc như thế nào, làm sao mình bắt được cái concept, làm sao đi từ từ hướng nào và các cái phương pháp khác nhau như thế nào. Dạ. Để về vào kiến trúc, đúng như anh Huy nói thì cái uni thiên về lý thuyết nhiều hơn. Mình thấy là khá 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 là hay, vì cái cách phân tích của kiến trúc thì bây giờ thực sự là vào nói chung là sau khi mà học được các cái phương pháp ấy, thì đi vào các cái vấn đề nó có hướng giải quyết dễ hơn. Anh cảm giác thế. Anh chưa chưa học Fachhochschule thì anh không kết luận là các bạn có giỏi hay không giỏi, nhưng mà mình đấy là theo của anh thấy là anh đi sâu vào các vấn đề nó khá là dễ dàng hơn. Các thể loại trường, cho anh nói là các thể loại trường ở kiến trúc ở đây đều đào tạo ra những người giỏi, không có trường nào đúng, không giỏi nhé. Đúng, chính xác. Đây là em đã phân tích là theo cái hướng của em. Cho anh nói thêm về ở công ty em, sorry anh, vì bên công ty em cũng có khá nhiều bạn bạn làm về, vì em so sánh luôn mà, vì trong công ty em có khá nhiều bạn học về Fachhochschule, bạn học về uni, cũng có một chút gì đó mình có thể có thể nhìn thấy được cái cách xử lý, cái cách đúng làm rồi, việc của đúng rồi. Thì đó là do cái background của họ như thế nào. Bây giờ anh nói cái này nó có một cái sự khác biệt khi mà mình đi ra đi làm so với ở Việt Nam. Cái cách làm việc kiến trúc ở bên này nó được, tại sao ở bên này nó phải chia ra nhiều hình thái trường học như vậy, đó là do là cái cách làm việc của nó cũng chia ra rất là nhiều giai đoạn, thì những cái giai đoạn đó nó phù hợp với những cái người có tính cách khác nhau. Ví dụ như một bạn mà nhìn thấy ô cái trình công trình kia cong cong quẹo quẹo, mà bạn đó suy nghĩ ô cái ý tưởng từ đâu mà ra cái công trình cong cong quẹo quẹo đó, thì cái bạn đó sẽ thiên về học lý thuyết hơn. Còn mà cái bạn nào mà nhìn thấy công trình cong cong quẹo quẹo mà nghĩ ngay trong đầu làm sao mà mình tính sao, làm sao để cho nó tất cả những cái cửa đó nó không có suy nghĩ những cái chi tiết, làm sao để cho nước nó không vào ta, hoặc là phải suy nghĩ là ok phải thoát không khí như thế nào trong cái công trình đó ta. Thì cái cách suy nghĩ, cái cách nhìn nhận của bạn về một cái yếu tố nó sẽ quyết định cái cách mà bạn chọn cái trường đó nó phù hợp hay không, và sau này bạn đi ra bạn đi làm thì bạn sẽ thuộc về cái giai đoạn nào trong kiến trúc. Ở Việt Nam mình á, là vì là thường á, cái phần lớn cái anh đang nói tỷ lệ phần lớn các bạn ra làm riêng sẽ là xây nhà từ A đến Z chẳng hạn, thì các bạn tự ngồi binh, các bạn tự kêu thợ rồi các bạn này kia luôn, thì nó rất là khác với một cái cách làm việc ở bên này chuyên nghiệp, là các bạn được chia ra nhiều cái giai đoạn khác nhau và mỗi một người sẽ tìm thấy cái cảm hứng thích thú với những cái giai đoạn khác nhau, và không có một cái giai đoạn nào là người đó dở hơn hay là giỏi hơn những người ở trong những cái giai đoạn khác, mà đó là cái cảm giác của mình thích hợp với cái giai đoạn nào đó là như vậy. Cái này mọi người chắc chưa hiểu, mọi người một số sinh viên chắc chưa hiểu cái giai đoạn anh Huy nói, tức là giai đoạn là sau khi mình đi làm kiến trúc thì nó chia làm 9 cái lifestyle phase, tức là 9 cái các cái hạng mục khác nhau, thì từ 1 đến 3 là hạng mục về thiết kế, thật sự 1 đến 3 tức là trong nó có web nữa thì phần lớn là thiên về thiết kế, còn các cái hạng mục sau ấy thì từ 4 đến 5 đến 6 là về Ausstattungsplanung hay là Webplanung, tức là mình bổ các đề thai, tức là lúc đấy là thực sự là về em tự thấy là em rất là kém cho cái đấy, thì chắc là các bạn Fachhochschule là các bạn làm đấy rất là nhanh, sau đó là các cái phần khác về phần tính toán nữa. Đúng rồi. Đó thì anh Huy là thực sự anh Huy làm ở Việt Nam, chứ bọn em thì chưa ai làm ở Việt Nam. Anh chưa bao giờ đi làm ở Việt Nam. À thế à, em không biết. Anh em không có kinh nghiệm. Anh vừa thì thực ra là ở Việt Nam cũng có cũng có chứng nhận như vậy. Ok. Còn ở Việt Nam thì em cũng tìm hiểu một cuốn sách ở Việt Nam, họ cũng viết về những cái giai đoạn rõ ràng như vậy, cũng là đầu tiên là Life Phase 1.
hai là gặp chủ đầu tư, rồi các thứ ba bốn thì lên bản vẽ, rồi sau đó là năm là Auction Planung, sáu là Zoom đó. Ở Việt Nam họ cũng có cái đó, nhưng mà trong chương trình giảng dạy thì họ không dạy chuyên sâu, họ không phân rõ ràng ra, và cũng như trong quá trình làm việc ấy, thì mọi người đều ăn đứt giai đoạn, nên thành ra là mọi người cảm giác rằng là nó không có, nhưng thực chất là mọi cái quy trình đều có, đều được lên đầy đủ các bước phải làm gì làm gì. Nhưng mà cái chính ở Việt Nam là cái cách họ làm việc ăn đứt giai đoạn quá nhiều, và thành ra nó xảy ra một cái tình trạng xây dựng lỗi nhiều nhưng mà không biết trách nhiệm thuộc về ai. Nhưng cái này em nghĩ là Việt Nam họ sẽ phải cải thiện trong tương lai dần dần về cái vấn đề đấy. Nhưng mà nó sự là đã có, nhưng nó không phổ biến thôi. Em nghĩ là cái giai đoạn này thì nó cũng có ở Việt Nam, nhưng mà em nghĩ cái điểm khác nhau đấy là cái kiến trúc sư ở Đức thì người ta được trả tiền theo honorar, thì dĩ nhiên là người ta không muốn ăn đứt giai đoạn. Còn ở Việt Nam thì đấy, thiết kế tôi về nhà đi, bắt đầu ngồi làm từ A đến B, rồi mình cứ tự làm một mình ấy, thì vì thế nó không rõ. Thì sau khi mình chọn xong trường rồi, mình biết mình học ở trường nào, thì bây giờ về lúc mà mình gọi là cái khoảnh khắc gọi là quyết định mình đi học trường đại học ở Đức, thì ở đây thì trong các khách mời mình chỉ có mỗi anh Huy là có thể có một câu hỏi rất quan trọng, đấy là so sánh cái việc học kiến trúc ở Việt Nam với học ở Đức. Thì bạn Hoàn thì cũng học rồi, nhưng mà anh Huy là học thật sự là học qua cử nhân Việt Nam rồi đang học master ở đây, thì anh Huy có thể nói qua rồi là cái khoảnh khắc mà anh học ở đây, thì anh cảm giác cái khoảnh khắc mà anh bảo qua kiểu tại sao nó khác như thế, thì nó là cái gì đúng không? hay là nếu mà so sánh vậy cũng hơi khó. Anh nghĩ cái đó là ok, để anh nói vào cụ thể là anh chỉ không chỉ có đi đi học không, mà anh cũng được một cái trải nghiệm là anh được sửa bài cả ở Việt Nam và cả ở Đức, là làm trợ giảng, thì là nó cái cảm giác của mình, hai cái khi mà mình tiếp nhận thông tin và cái lúc mà mình gửi cái thông tin cho tất cả các bạn, thì mình cũng sẽ so sánh được về ở Việt Nam và ở bên này. Thì anh thấy ở Việt Nam á, thì phần nhiều nhá, là các bạn học lại nghĩ về cái ý tưởng sáng tạo hơn, là các bạn nghĩ là mình sao mình bay bổng được cái ý tưởng của mình, làm sao mà mình là rất nhiều các bạn là có cái tư chất gọi là một nghệ sĩ á, để khi mà đặt chân vào học nghề kiến trúc á, thì mọi người nghĩ mình nhiều là nghệ sĩ hơn. Còn về ở bên Đức này á, thì giống như bạn Hoàng chẳng hạn, thì có rất nhiều người á, đặt nặng cái suy nghĩ của mình á, là mình suy nghĩ làm sao đó, mình thấy một cái thứ gì đó mà mình nghĩ là mình có thể làm sao cách nào để mình tạo nên nó một cách gọi là hoàn chỉnh nhất. Đó, cho nên là cái tỷ lệ mà các bạn nghệ sĩ tính nhiều ở Việt Nam là sẽ nhiều hơn nghệ sĩ tính của các bạn ở bên này. Là các bạn ở bên này, các bạn học có vẻ là các bạn tỉnh táo hơn, là không lúc nào cũng không có phải là nghĩ mình ô mình lúc nào cũng là nghệ sĩ chẳng hạn. Đó. Rồi về cái phần mà nếu mà nói về đam mê hay không, hay là có một cái gì đó đặc biệt hơn hay không, thì anh thấy cả hai bên nào cũng có người này có người kia. Nhưng mà ở bên Việt Nam thì anh nói chỉ là cái cảm nhận riêng của anh thôi nhé, thì các bạn ở Việt Nam có cái cách suy nghĩ do phải là có thể là do cái cách bạn học toán nhiều chẳng hạn ở trong trường cấp 3, thì cái đầu của các bạn suy nghĩ về hình khối 3D tốt hơn so với các bạn ở bên này. Anh, cái cảm giác của anh là như vậy. Các bạn suy nghĩ ra cái hình khối nó phức tạp hơn, và nó có thể đan vào nhau, nó có thể làm những cái thứ rất là cầu kỳ phức tạp. Còn cái cách suy nghĩ về hình khối không gian của các bạn ở bên Đức thì nó đầm hơn, nó điềm tĩnh hơn, và nó ít có một cái sự bay bổng gì nhiều quá mà các bạn thiết kế. Vâng. Thì còn đấy là về sinh viên, còn giáo viên thì sao ấy? Giảng viên trong trường thì cái điểm gì là cái điểm khác biệt lớn nhất giữa giảng viên để các bạn có thể chuẩn bị một tinh thần sang nước học? Anh thấy giảng viên ở đâu thì cũng có người gọi là ở đâu cũng có người rất
gọi là có một cái lửa để truyền cho sinh viên. Anh thấy anh Việt Nam anh học, anh cũng rất là may mắn khi mà anh gặp được những người truyền lửa cực kỳ cho mình, là gọi là mình có một cái máu mình tiếp nhận rất là nhiều. Nhưng mà mặc dù hồi đó anh chơi không, anh không tiếp nhận. Nhưng mà anh cảm giác được cái chuyện đó, cái cách mà họ muốn trao cho mình. Và ở bên này cũng vậy, cái sự nhiệt tình của thầy giáo đó là mình có thể nhận. Ví dụ như ông thầy của anh, ông không có ở cái thành phố đó mà ông ở tận Berlin, mà ông chủ nhật ông cũng phải đi xuống như này, tại vì lúc đó sinh viên đang cần sửa bài thì ông cũng đi xuống. Và đến từng cái ở trường đại học ở Việt Nam là do là cái số lượng sinh viên nhiều quá thì các bạn không có được những cái phòng làm việc ở trong trường uni nha. Còn ở bên Đức này, nếu như mà những cái trường nào mà cơ sở vật chất mà nó tốt á, thì các bạn đều có được những cái phòng làm việc của riêng mình ở trong cái trường uni. Ví dụ như anh là anh chia cái phòng làm việc đó của anh với lại hai bạn khác, thì bọn anh sống gần như là ở trong uni luôn, thứ bảy chủ nhật gì cũng vô đó. Xong rồi thực ra trong trường cấm nấu ăn, nhưng mà lâu lâu bọn anh vẫn đem cái nồi lâu lâu thôi để cho vui thôi đó. Thì nói chung là cái xong rồi đó, những cái buổi như vậy thì chủ nhật hoặc là thứ bảy không kể ngày gì hết thì thầy giáo vẫn đến trong những cái phòng làm việc của mình và ngồi đó sửa bài với mình, và đến rất là khuya sửa bài cho mình. Dù cho là bây giờ là trễ rồi nhưng mà bài mình chưa xong, thầy vẫn ngồi đó, thầy sửa, thầy cố gắng, thầy nói, truyền đạt cho mình. Nói chung là anh thấy là ở đâu thì mình cũng thấy được cái nhiệt tình của giáo viên hết. Dạ, ok. Thế thì mình có một câu hỏi cho Hoàn, đấy là như này. Thì ok là đồng ý mình học tiếng Đức ở Việt Nam rồi mình sang mình học dự bị đúng không? Nhưng mà nhiều lúc là, hoặc là như bản thân mình thấy là lúc mình vào học đại học thì cảm giác là cái tiếng mình cũng rất là kém. Thì mình học, mình nghe lecture, mình nghe phô lê dung ấy, thì mình có cái kinh nghiệm nào để mình vượt qua cái giai đoạn đầu tiên này? Bởi vì cái kỳ học đầu tiên hoặc là cái năm học đầu tiên, hai kỳ đầu tiên nó rất là cảm giác như kiểu có những cái bước ngoặt để mình vượt qua được ấy. Thì Hoàng có thể chia sẻ, Hoàng có rất nhiều thành công trong cái kỳ học đầu tiên. Hoàng có thể chia sẻ một chút. Nếu mà khi mà trong cái mình còn thì mình nghĩ rằng là cái tiếng ấy nó đôi lúc nó không phải là một cái rào cản đâu. Cái rào cản duy nhất mà mình có trong mỗi chúng ta là cái suy nghĩ của mình. Mình không thoát được cái suy nghĩ rằng mình ngại quá mình nói xa mọi người cười, hoặc mình ngại quá mình không biết từ này mình không nói. Chính là cái suy nghĩ mình nên thay đổi. Mình hãy, người ta vẫn vui khi mình nói sai, nhưng mà người ta vui hơn nữa là khi mà mình muốn chia sẻ, mình muốn nói chuyện, mình tìm một cách để hòa đồng. Đấy là cái người Đức người ta nhìn về cái người châu Á mình. Thì mình cũng quen, mình có rất nhiều bạn thân người Đức và người ta bảo châu Á hay đi với nhau, hoặc là bọn Thuy Cai hoặc người Thổ hay đi với nhau. Thì những cái mà người ta rất là đòi hỏi là họ rất là Vincom, họ rất là chào đón người nước ngoài và rất muốn là hòa nhập cùng với họ. Nhưng mà rất nhiều người không vượt qua được cái rào cản suy nghĩ là ngại quá rồi khiến ra là khó. Nó khiến cho nó khiến cho mình hạn chế cái khả năng mà hoạt động của mình. Thì cá nhân mình ấy, thì một cái chuyện cũng vui thôi, đó là mình làm quen rất nhiều các bạn Đức nhờ qua nhậu nhẹt. Em mình cứ hay rủ các bạn đi uống bia, tại vì thỉnh thoảng gặp nhau là cái đầu kỳ đó, vào đại học đầu kỳ có những cái buổi tiệc đó, thì mình cứ hay gặp các bạn uống với nhau, thế là say rồi thì tiếng nặng giống nhau hết, hiểu nhau hết. Dần là cứ khi say các bạn nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, mình cũng chia sẻ nhiều hơn. Thậm chí mình nói cũng sai đấy, nhưng mà mình cứ chia sẻ thôi. Lúc say rồi mình nói hết những gì mình muốn nói Các bạn cũng vậy, cứ dần dần như vậy thì mình năng động hơn. Tất nhiên mình không khuyên các bạn cứ phải đi nhậu nhẹt, nhưng mà ý là cái việc là mình hòa đồng, mình muốn nói chuyện với mọi người, mình muốn tiếp xúc với mọi người bằng mọi cách nào đó, mình đều có thể chia sẻ được. Và trong ngành kiến trúc của mình ý, thì mình nghĩ rằng là cái ngôn ngữ đôi lúc nó cũng không phải là cái quyết định là bạn là kiến trúc sư tốt hay không tốt, hoặc là cái concept của bạn có được thể hiện tốt hay không tốt, mà nó dựa vào rất nhiều cái yếu tố. Các bạn trau dồi cái quan trọng nhất là kỹ năng mềm, là kỹ năng mà mình giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể, bằng ngôn ngữ bình thường, hoặc là bằng ngôn ngữ bản vẽ, bằng rất nhiều thứ. Thì đó là những kỳ học đầu tiên mình đã sharpen được. Cái kỳ học đầu tiên nó rất là khó khăn về ngôn ngữ, nhưng mà
làm quen mọi người, rồi mình dùng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau để mình chia sẻ ý tưởng của mình cũng như là cái concept của mình, thì tất cả mọi người đều hiểu nó và rất là cảm thấy thú vị và muốn làm quen và muốn trò chuyện với mình, muốn tìm hiểu về với mình. Đó là cái kinh nghiệm của mình thôi. Okay. Có thể mỗi người có một những cái kinh nghiệm khác. Nó chỉ là trong đầu mình đúng không? Còn thực ra người Đức người ta cũng rất là có cái sự thông cảm ấy, vì người ta người Đức người ta cũng biết là cái tiếng của mình, cái tiếng người Đức, người ta tự biết là tiếng của họ khó. Được. Nhưng mà mình cứ phải gọi là vượt qua cái sự cái vòng an toàn của bản thân. Anh Hải có chia sẻ gì không anh? Nếu mà lúc kỳ đầu của anh nó như thế nào? Rồi kỳ đầu thì mình vào kỳ đầu là mình bên trường Bauhaus, và lúc vào kỳ đầu là các cái khóa, ví dụ như là trường Bauhaus là trường xây dựng, là trong đó có khóa xây dựng và khóa kiến trúc vào chung, thì mình tự nhiên mình tự so sánh là các cái sinh viên bên engineer, sinh viên bên xây dựng và kiến trúc khác nhau như nào, thì bên thấy là bên kiến trúc là khá là hòa đồng, khóa và sôi nổi, tự mình thúc mình vào mình phải nói thôi. Nhưng mà lúc ấy như Hoàn nói là mình nói toàn sai mà. Rồi có cái kỷ niệm nhớ nhất của anh đó là hồi học kỳ 2, kỳ 1, sau đó làm bài cuối cùng, tức là bài đồ án nhỏ, làm một cái như kiểu Việt Nam làm cái pavilion, làm cái quán hoa quán sách đó. Sau đó là mình làm xong, nhưng mà hôm đấy là mình bài mình được chọn để trình bày. Nhưng mình không biết trình bày gì cả, tiếng Đức rất là kém, mình chỉ nói là bây giờ là tao kể chuyện rất là đơn giản, tao đi vào như thế này, tao nhìn thấy cái này, tao to như thế này hết. Sau đó là cái cuối cùng là ông thầy của anh lên nói một câu anh nhớ ấy, để anh thấm một người để anh phải làm. Thế là ông ấy bảo là thôi rồi, mày ngồi đây để tao lên trình bày bài cho mày. Thế là ông ấy là trưởng khoa kiến trúc, ông đứng lên ông nói bay bướm, lúc đấy anh chả hiểu ông nói cái gì cả, nhưng mà mọi người thấy thì mọi người há mồm nghe thôi, xong rồi mọi người vỗ tay đó. Anh cứ chả hiểu, về sau về thì bạn anh mới kể lại là câu chuyện là ông ấy kể cái bài mình như thế nào. Ông ấy nói với anh là cái này cái quan trọng, ngoài cái việc mà mày thể hiện được cái kiến trúc ấy, tức là ông ấy nói là rất là tốt là mày đã thể hiện được cái kiến trúc, cái bọn tao hiểu được và là ấn tượng về cái đấy, nhưng mà cái của mày kém là cái tiếng, nhưng mà cái này mày có thể luyện được, nhưng mà nó rất là quan trọng để về sau là mày ngoài cái việc ở trong cái trong trường và cái chuyện giao tiếp, ngoài việc đi làm nữa, mày bán cái ý tưởng của mày như thế nào, mày thiết kế, mày miêu tả ý tưởng ngoài trên giấy, mày phải nói với chuyện bọn chủ đầu tư như thế nào nữa, thì nó cũng anh thấy là khá là quan trọng với cái việc trình bày của mình. Thì sau khi kể cả việc thế, mình thấy anh giờ đi làm được 4-5 năm rồi làm chính thức, thì cũng thấy là cái tiếng là khá là quan trọng, kể cả trong cái việc đi làm cho đến cái việc diễn tả ý tưởng của mình. Vì ở đây anh có tiếp xúc với những bạn thực tập, ở đây có luôn này, bạn thực tập là bạn nước ngoài học tiếng Anh, học cũng học uni, mình không nói các bạn kém, nhưng mà các bạn bị đuối thế ngay từ lúc đầu, khi mà bạn vào một cái là bạn không biết trình bày ý tưởng như thế nào, bạn vẽ xong nhưng bạn không biết nói như thế nào cả, vì cả cái bạn vẽ của bạn vẫn chưa tới được cái đấy, nên là chưa tới được cái đấy, nên là cũng không biết trình bày nào, nên rất là đuối thế, cứ đứng phía sau thôi, nên là chỉ nhận được cái việc nó khá là nhỏ trong cái project thôi. Nên mọi người cũng nên chú trọng về cái tiếng. Mình đã quyết tâm sang Đức thì mình phải đặt cái đến nhiệm vụ lên hàng đầu. Anh nghĩ cũng là một nhiệm vụ hàng đầu để mà nên đặt ra. Ngoài cái việc các kỹ năng khác nữa. Chuyên môn thì tiếng cũng nên đẩy mạnh, đúng không? Nên cũng phải làm đại đi thôi, chứ cũng chả biết làm thế nào, rồi nó sẽ vượt qua. Mình hay lợi thế là mình kiến trúc mà mình sử dụng bản vẽ để miêu tả, để mình thể hiện, nên là mình hơi dựa dẫm ở đấy quá thì nó sẽ quên, nó sẽ bị nhờn đi, mình nhờn bản thân và mình không học nữa, mình không không làm thêm nữa. Anh vừa mới nghĩ ra được một cái ví dụ rõ ràng hơn để cho các bạn so sánh về sinh viên và cái cách học ở bên trường Việt Nam và cái ở bên Đức, thì anh có thể so sánh được như vậy. Ở trường bên trường Việt Nam á, nó là một cái khi mà các bạn tưởng tượng nó giống như một cái căn phòng đi, nó có rất là nhiều cuốn sách ở trong đó, nhưng mà tất cả cuốn sách đó đều được trộn lẫn, nó được để vương vãi khắp nơi. Thì cái một người giỏi bước vào đó thì người đó họ có thể tự đọc hết tất cả các cuốn sách đó và họ tự cấu trúc lại cho cuốn sách này nằm ở số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Còn
đối với ở bên Đức, nó là một căn phòng đã được sắp xếp cụ thể hết rồi. Thì khi mà các bạn là một người mới vào, các bạn bước vào, các bạn vẫn phải đọc hết tất cả các cuốn đó, đúng không? Nhưng mà sau này đến khi mà các bạn, tại vì nó đã sắp xếp rất cụ thể, cho nên các bạn chỉ cần nhắm mắt các bạn cũng biết là ok, mình giơ tay bên tay phải hoặc giơ tay bên tay trái là mình có được cuốn sách nào. Đó là cái cách học và cái cách dạy khác nhau ở bên Đức và ở bên Việt Nam. Thì anh muốn nói đó là ở bên Việt Nam thì nó là một cái sự trộn lẫn, nó hơi là một cái mớ hỗn độn hơn. Đó là cái cảm giác riêng của anh nha. Anh chia sẻ này là cảm giác cá nhân của anh thôi. Còn ở bên Đức thì cái đó nó đã được cấu trúc cụ thể rồi, thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mình để mình chọn lựa, để mình đi theo cái định hướng này. Dạ, ok, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thì cũng có một quá trình cái kiến trúc của mình nó rất là liên quan thực tế. Thì thực tập ở trong trong quá trình học chắc nó là bắt buộc rồi, đúng không anh? Thì các anh có thể chia sẻ về, hoặc là anh cũng không biết là cái liệu về thực tập nó bắt buộc trong trong trường của bọn anh không, thì anh có thể chia sẻ một chút về vấn đề thực tập này, liệu nó có thiết thực không, hoặc là cũng là những cái kinh nghiệm mình xin thực tập như nào, bởi vì mình gì cũng là người nước ngoài, thì anh có thể chia sẻ một chút không ạ? Anh ok. Chắc là cái câu hỏi đầu, anh nghĩ là cái câu hỏi của bạn mới mới đi học thì thường sẽ là mình chưa có kinh nghiệm gì cả, mình chưa làm bao giờ thì bắt đầu vào làm cái gì, mà xin cái gì, dùng cái gì để xin. Thì cái đấy thì thực tập là quan trọng. Nếu mà các bạn muốn xem, thực sự là các bạn nên xem, thỉnh thoảng đảo qua cái gọi là cái thị trường, xem bây giờ nó cần những cái người gì. Nó, tức là cái yêu cầu của các công ty như thế nào mới có thể xin được. Tức là bây giờ các công ty phần lớn là yêu cầu về thiết kế, về gọi là gì nhỉ, thiết kế về cuộc thi kiến trúc này, hoặc là về mục nào trong cái Lifestone Phase, tức là mục nào trong cái hạng mục của kiến trúc ấy, thì các cái công ty thường hay liệt kê rất rõ rõ ràng. Sau ngoài cái liệt kê đấy, người ta sẽ liệt kê một cái là các cái chương trình người ta sử dụng. Thì sau khi mà trước khi mình bê bung ấy, xin vào đấy thì mình sẽ xem các cái chương trình người ta sử dụng. Một là mình muốn công ty ấy lắm thì mình phải học thêm chương trình đấy, hoặc là mình phải đầu tư cho cái chương trình mà công ty yêu cầu. Ví dụ như Hoàn nói đấy là chương trình Archicad này, là chương trình hay dùng, là chương trình Vectorworks thứ này. Thì đó là những cái mình trước khi mà mình đi xin việc mình nên tìm hiểu cái đấy. Tìm hiểu các cái công ty, thứ nhất là mục tiêu công ty là gì, thứ hai là có phù hợp với mình hay không, sau đó là các cái chương trình liệu mình có đáp ứng được không. Còn rất nhiều bạn thì nói chung là chưa có một cái gì, anh chưa hiểu. Ngày xưa Hoàn đi thực tập cái lần đầu tiên, anh lúc mới vào cái là anh vào học luôn, sau đó đến kỳ thứ năm anh bắt đầu thực tập, kỳ thứ ba anh bắt đầu đi thực tập. Thì anh chưa hiểu là Hoàn hồi xưa là đi vào một phát là sẽ làm cái gì. Thì Hoàn ngày xưa Hoàn kể là mình bắt buộc phải thực tập mới được vào uni, đúng không? Vào trường đại học đó. Vâng, thì câu hỏi này thì chắc em trả lời chắc là tốt nhất rồi. Tại vì em cũng vừa từ hồi này có thực tập ở thí thị xong. Thì thực tập ấy, thì như này thì, cái hồi mà mình mới sang Đức ấy, mình cũng vừa học xong college rồi, xong trường dự bị, thì mình kỳ đầu tiên mình đã đi làm luôn được rồi. Thì đó là cái mà cái vấn đề mình nói trước đó ấy, là các bạn phải chuẩn bị những kỹ năng căn bản trước khi sang đó, là Photoshop hoặc những phần mềm mà vẽ được kiến trúc. Và thực ra những cái kiến thức mà trong các công ty về xây dựng ấy, nó rất là lớn, nhưng mà những cái phần nhỏ nó rất là nhiều. Mình hoàn toàn có thể dùng kiến thức CAD căn bản để hoàn thành những cái nhiệm vụ rất nhỏ. Có những cái nhiệm vụ nó gần như kiểu là công nhân ngồi nắp ráp ấy. Có A, có B xếp vào thành AB thôi. Hoặc có A, B, C, D xếp thành chữ thôi. Nên là hoàn toàn có những công việc như vậy. Và mình hoàn toàn có thể BVA bụng đăng ký với những cái công ty mà nó có rất nhiều công việc cho mình. Và mình, một là mình học hỏi được những cái từ chuyên ngành từ những kỳ đầu tiên. Hai là mình cọ sát với ngôn ngữ của họ. Ba là mình mở ra mối quan hệ đối với cả người Đức, nước Đức hơn. Và thứ tư nữa là đó là mình học được trực tiếp những cái cách họ làm việc trong một công ty xây dựng, một công ty lớn hoặc một công ty thiết kế là cũng vậy thôi. Thì mình nghĩ rằng là cái BVA Bung ấy, nó cần chỉ ra được rằng là bạn làm được cái gì và cái các bạn phục vụ gì cho công ty. Thì sau kỳ thứ tư vừa rồi thì mình đã thực tập ở Thụy Sĩ đó, thì mình cũng được đi phỏng vấn ở rất nhiều công ty ở Thụy Sĩ cũng như ở Đức, thì mình có nhiều kinh nghiệm. Thì cái việc quan trọng nhất ấy, bạn cần tìm hiểu là bạn muốn làm ở đâu đã, vị trí là làm ở đâu, thành phố nào, nước nào, sau đó là ngôn ngữ gì, họ nói tiếng Đức hay nói tiếng Anh, và thứ ba ấy là họ làm cái gì,
công ty đó họ thiết kế, design, họ làm xây dựng hay họ làm thi công, hay là họ tổ chức cuộc thi, hay là họ nhận các dự án đơn lẻ, họ thiết kế nhà dân hay họ thiết kế chung cư. Và thứ ba là bạn muốn cái gì? Từ những cái thông tin đó, ở đâu, công ty nào, làm cái gì, bạn muốn đến công ty nào. Và sau đó là bạn hãy tổng hợp tất cả những cái công ty bạn muốn đến và nhìn cái yêu cầu của họ để chuẩn bị một cái portfolio sao cho hợp với những cái công ty yêu cầu. Và khi các bạn đến đó ấy, thì họ sẽ hỏi, họ sẽ không chỉ hỏi đơn giản về portfolio của bạn đâu, mà họ sẽ hỏi kỹ hơn là vì sao mày muốn làm ở công ty của tôi, điểm mạnh công ty này là gì, có thể giúp ích cho mày cái gì, và mày giúp ích được cho công ty tôi cái gì. Thì đó là những cái mà câu hỏi mà những công ty lớn họ sẽ đặt ra, chứ không chỉ đơn giản là họ nhận bạn về và cho bạn làm một vị trí bất kỳ nào đó, mà họ cần một cái nhân viên mà có sự động lực thúc đẩy vì sao họ muốn làm ở đây, vì sao họ lại không, hoặc vì sao không phải công ty khác mà công ty mình. Đó, thì đó là những cái yếu tố rất là căn bản mà khi bạn chọn làm ở đâu hoặc làm cái gì bạn nên phải biết trước, biết mục đích của mình và biết cái mục đích của họ để mình có được một cái chiến lược nó tốt. Thì đấy là cũng là cách mà mình được nhận ở Thụy Sĩ. Thì nó khó ở chỗ là gì, nó là một cái ngôn ngữ khác hoàn toàn. Nó là tiếng Đức nhưng mà thực ra tiếng Đức của nó khủng khiếp lắm các bạn ạ. Không tưởng tượng nó là tiếng Đức đâu. Nó là một cái thế giới khác hoàn toàn. Và thực sự xin này rất là khó. Nhưng mà nó nghe nó gần như khác. Nhưng mà thì mình nói trên rồi, cái ngôn ngữ rất là quan trọng. Khi bạn đã thành thạo một ngôn ngữ rồi ấy, thì cái việc bạn giao tiếp bạn rất là tự tin. Có thể cái người thụy sĩ họ vẫn nói được cái tiếng Hochdeutsch là tiếng chuẩn Đức. Việc của mình là việc mình tự tin để mình nói ra được những cái điều mình muốn nói và lắng nghe được những điều họ đã nói cho mình. Có khi họ nói mình không hiểu là câu chuyện là khác hoàn toàn rồi, là mình bị loại. Còn khi họ nói mình hiểu và mình nói họ chưa chắc đã hiểu thì câu chuyện nó vẫn còn dung thứ được một tí. Nhưng ít nhất mình phải hiểu cái câu chuyện và đi theo được cái xuyên suốt câu chuyện đó. Thì đấy là cái rất là quan trọng. Đúng rồi. Vậy là cái từ khóa đây nó vẫn gọi là, nói chung mình phải hiểu mình muốn cái gì và nó phải là và mình phải thật sự là mình nắm lấy công ty đấy, chứ mình không phải là mình kiểu giải đơn đấy. Không mình phải mình giải nghìn đơn đâu. Mình giải đơn thì người Đức người ta không thích, người ta muốn biết là tại đúng sao rồi. Ít và chất thôi, thì đấy là quyền của Hoàn. Đúng rồi, chính xác. Thì cái trong quá trình thực tập thì rõ là mình làm là toàn thời gian đúng không? Thì vừa học vừa làm thì sao, thì không cái cơ hội để làm thêm ở các công ty kiến trúc thì sao? Hoàn có thể chia sẻ về cái cơ bản như là mình được làm bao nhiêu tiếng hay là các thứ. Thì mình cũng làm từ những kỳ đầu tiên và đến bây giờ mình vẫn đi làm thêm như vậy, vẫn là vừa học vừa làm. Thì cái việc mà các bạn học vừa làm ấy, nó hoàn toàn rất là có thể và mình rất là ủng hộ khi các bạn học kiến trúc, tại vì nó mang lại cái lợi ích trực tiếp cho cái ngành học luôn, cho cái việc học. Tại vì công ty sẽ hỗ trợ rất nhiều về mặt gọi là kiến thức cũng như là về mặt concept, ý tưởng, các thứ, và công ty hoàn toàn có thể support được. Vậy thì cái cơ hội đấy nó như thế nào? Thì mình cũng như phần nói ở trên đó, là mà bạn chuẩn bị một portfolio và mình đăng ký vào những cái công ty mà mình muốn học hỏi cũng như là họ cần mình, thì mình sẽ đăng ký vào đó. Và làm việc thời gian ấy, thì ở Đức quy định một tuần được làm tối đa là 20 tiếng, một tháng là duy trì 80 tiếng gì đó. Thì mức lương trung bình từ hình nghĩ trong ngành kiến trúc chắc là cái thấp nhất cũng phải là 10 euro một giờ cho đến 15 đến 20 euro một giờ cũng có công ty trả. Nó phụ thuộc vào cái khả năng cũng như là cái năng lực của bạn. Các bạn đừng bao giờ nhận 10 euro một giờ nhá. Đấy, thì vẫn có những vẫn có những công ty sẽ trả 10 euro một giờ, nhưng mà nó tùy vào cái công việc mà nó đơn giản quá. Những công ty mà anh đi làm ngày xưa cách đây 12 năm anh đi làm practicum mà đã 15 đồng một giờ. Cho nên là không bao giờ các bạn được đồng ý nhận 10 đồng một giờ nhé. Đó. Thì đó, mình từ khoảng 10 đến 20 là có rất nhiều công ty họ sẽ offer cho mình. Thì quan trọng là cái công việc mình làm là gì và mình học hỏi được bao nhiêu. Đấy là nghĩ này quan trọng nhất. Từ sau đó là cái khoản tiền mà họ chi trả cho mình ấy, nó hỗ trợ được cuộc sống, hỗ trợ được rất nhiều thứ cho mình. Thì đúng, đấy là cái mình nghĩ là quan trọng. Và quan trọng nhất là cái kiến thức mình làm mà mình phải học hỏi được cơ. Còn nếu mà mình làm mà mình thực sự là vì tiền để mà nuôi dưỡng cuộc sống của mình ấy, thì đôi lúc mình sẽ lãng quên đi cái mình cần học hỏi kiến trúc. Và mỗi công ty nó mang đến một cái thần thái kiến trúc khác nhau, một cái câu chuyện kiến trúc khác nhau, và mình cần học hỏi từ cái đấy, chứ không phải là mình đến là công ty này trả 10 oi, công ty 20 oi, thậm chí công ty không, cái này em nói đúng. Tại em cũng từng nghĩ đến việc mà đăng ký những cái công ty lớn như kiểu
Clatava, một công ty lớn nhất thế giới, họ làm những cái ở Thụy Sĩ. Nhưng mà nếu mà mình xác định mình làm ở đó, họ xác định họ không trả lương cho mình, mà mình phải trả tiền. Tại mình làm ở đó là mình mất thời gian của họ, thậm chí còn làm hỏng đồ của họ cơ. Mình là sinh viên mà. Có rất nhiều thực tập sinh ấy, đăng ký những công ty lớn, họ đều, thậm chí họ phải trả tiền để được thực tập, để được học. Thậm chí là để, nói chung là để được học, chứ không phải để được làm. Còn có nhiều bạn với mục đích có thể là mình đăng ký với công ty ABCD để mình có thể kiếm tiền để trang trải mọi thứ, thì câu chuyện nó là câu chuyện khác rồi, thì cái mình không đề cập đến. Nhưng mình đang nói đến một thuần túy là mình muốn học kiến trúc thì mình nên tìm hiểu kỹ cái lời mình muốn học, và sau đó là mình sẽ nghĩ đến cái phần mức lương đấy như anh vừa bảo đấy, có thể 10 không nhận đấy, thì nó tùy theo cái khả năng của mỗi cá nhân. Nếu mà mình tốt thì họ cũng không thể là trả mức lương thấp được. Còn mình đang trong quá trình học tập thôi, thậm chí là chưa chắc nó mang lại một cái lợi ích cho công ty ấy, thì có thể trước mắt họ sẽ cho mình một mức lương chưa tốt, nhưng mà một thời gian làm việc tốt ấy, thì họ sẽ tăng cái mức lương đó lên. Về người Đức họ cũng rất là fair play, họ rất là rõ ràng, nên là không phải họ muốn lợi dụng mình hay là gì được cả, mà đơn giản là họ mang lại cái lợi ích cho mình và cho công ty của họ đó. Nói chung là mình cũng phải tự tin vào bản thân. Nói chung công việc đầu tiên thì nhưng mà khó, nhưng mà từ công việc thứ hai mình cũng nên tự tin bản thân và gọi là mặc cảm một chút, chứ cũng người Đức thì rõ ràng là không lợi dụng mình, nhưng mà chủ thì ở đâu cũng vẫn là chủ. Nên là người ta vẫn mình phải mở mồm xin tiền nó mới cho cơ, chứ còn không trả mức, người ta trả mức thấp nhất để mình không rời khỏi công ty đấy, thực sự là như thế. Vâng, ok, thế là vậy là tóm tắt lại một chút là mình được trong quá trình học đại học thì mình theo quy định của Đức được làm 20 tiếng một tuần, một tuần và chia như nào thì là tùy của mình. Ok. Còn một cái gợi ý nhỏ là thực ra là quy định thôi, còn chưa ai làm đúng quy định cả. Có nhiều bạn có thể làm vượt mức đó không sao cả, nếu mà các bạn thực sự có những công ty họ rất cần những năng lượng, những lực lượng lao động tốt. Mình nói thật là công ty ở Đức họ tuyển người liên tục, các bạn thấy công ty lớn hay nhỏ cũng vậy thôi, nhưng mà khi lên trang chủ họ thấy rằng là luôn luôn có cái thông tin cần tuyển người. Thì cái mà mình học, mình biết từ các sếp mình quen ấy, thì thực ra cái người lao động thực sự tốt ấy, họ tìm luôn luôn tìm kiếm, không phải là cũng có đâu, người rất hiếm. Để mà thực sự mang lại giá trị công ty ấy, họ nuôi 10 kiến trúc sư ấy, thì thực sự chỉ có 2-3 người mang lại được cái hiệu lực cho công ty thôi, được cái giá trị cho công ty thôi, còn 7 người kia chỉ mang tính chất là giúp đỡ nhỏ, không mang lại hiệu quả cao. Thì chính vì vậy mà tất cả công ty luôn luôn tìm cái lực lượng lao động, luôn luôn tìm. Các bạn chỉ cần là làm thật tốt những cái gì mình học, những cái gì mình có để đóng góp, thì mình chắc chắn là các công ty họ đều nhận các bạn hết, và mức lương sẽ rất là tốt. Đấy cũng là một cái lợi thế của ngành kiến trúc. Như so sánh với ngành khác như kinh tế, thì ở Đức mà các bạn học kinh tế mà nói là mình đang trong quá trình học mà đi làm cho một công ty đúng ngành nghề của mình thì các bạn bảo rất là phục, nhưng mà thực ra ngành kiến trúc của mình thì nó rất là nhiều việc, nên là các bạn không phải yên tâm. Mình cứ tự tin mình làm. Ở vừa thành phố lớn hay nhỏ thì đều có vị trí các bạn làm, để thứ nhất là vừa giúp đỡ thêm cái chi phí cho học tập, và mình cũng học hỏi thêm được nhiều thứ rồi xây dựng mối quan hệ. Thì em xin được chuyển đến cái phần tiếp theo là sau khi tốt nghiệp và đi làm thì cái yêu cầu tuyển dụng của các công ty là gì? Thì nếu mà khi mà mình học xong cử nhân thì mình đã có thể đi làm chưa anh hỏi anh Huy như thế, hoặc là có em mình ở bên này thì mình vẫn ở bên Đức thì mình sau học bachelor, sau học cử nhân xong thì mình vẫn có quyền đi làm. Nếu như mà mình muốn đi làm thì mình vẫn có thể nộp, còn cái chuyện công ty nó có nhận mình hay không là một chuyện khác. Nhưng mà còn bạn nào mà muốn học thêm để mà học thêm nhiều kiến thức hơn thì các bạn học thêm master. Thì ngày xưa thì cái thời gian học nó dài hơn, vì là ngày xưa họ diploma cũng 4 năm rưỡi, 5 năm. Thì bây giờ bachelor thì chỉ còn có 3 năm. Mà mình học master 2 năm nữa thì mới 5 năm thôi. Còn cái điều kiện cơ hội để đi làm thì như nhau. Thì các bạn cứ cứ nộp đơn, xin có portfolio, rồi cái khi mà đi vô phỏng vấn thì họ nhìn nhận cái con người, rồi họ trực tiếp họ phỏng vấn. Có những bạn học bachelor ra không tự tin hơn hẳn so với những bạn học master. Đó là những cái cách mà các bạn diễn tả bản thân các bạn đối khi trong một cái cuộc họp hoặc là một cái cuộc phỏng vấn thôi.
anh thấy giống như cái kiểu ở đây ba người, anh thấy giống như kiểu che già măng mọc á. Những anh thì lại anh lại thấy anh lại không bằng hai cái bạn, bạn kia là trẻ hơn một chút, xong rồi bạn Hoàn kia lại trẻ hơn một chút, thì thấy có phần tự tin hoặc là cái phần mà năng động hoặc là cái gì á, càng về khúc sau nó lại càng nhiều hơn. Và anh thấy nếu như mà ai mà làm việc mà có một cái kế hoạch và một cái phương hướng mà xác định cụ thể giống như bạn Hoàng mà vừa nãy mà đưa ra đó, chắc 100% sinh viên Việt Nam qua đây chắc được đi làm hết. Và tất cả mọi việc đều thuận lợi hết. Vâng. Vì ngày xưa anh cũng lầy lắm, nó không có không có cái kiểu mà tất cả mọi thứ là ồ mình phải kế hoạch như thế này đâu. Ui anh tăng, nói chung là từ từ thì anh mới vỡ ra được nhiều thứ. Còn mà những bạn mà như Hoàng mà có kế hoạch cụ thể và biết cái chiến lược của mình lúc nào làm cái gì và sắp tới phải làm cái gì thì mình phải chuẩn bị những bước nào, những bạn đó là chắc chắn là cái cơ hội nó rộng mở. Vâng. Thế còn về điểm số thì sao, nó có quá quan trọng không? Điểm số anh thấy hoàn toàn không được đánh giá tới. Nếu như mà những ngành nghề khác nhé, những ngành nghề khác thì điểm số rất quan trọng. Khi mà mình nộp một cái bằng ra thì cái điểm số của mình nó cũng là một phần đúng không? Nhưng mà cái ngành của mình, cái đặc thù của cái ngành của mình là một cái ngành, nói chung là mình học thì mình cũng thể hiện thiết kế nhiều, mình thể hiện những cái công trình của mình nhiều. Qua đó người ta nhìn qua, người ta thấy, người ta lướt qua. Anh thấy những cái nhà tuyển dụng á, họ nhận một cái hồ sơ của em, họ đọc qua, họ lướt qua rất nhanh, 10 giây sau là họ biết em có phù hợp với công ty hay không. Xong rồi họ sẽ bước thêm bước thứ hai là họ đọc lại cái hồ sơ đó, họ xem em là ai, em có cái background như thế nào. Rồi em có cái thiên hướng của em sẽ về cái phần nào trong cái việc tuyển dụng của họ. Thì cái đó là cái bước thứ hai rồi. Mà cái bước đầu tiên không phải là điểm số nha. Cái đó anh có thể nói chắc chắn 100% là không phải điểm số. Ok, cảm ơn anh. Thì không hiểu mình xin được vào việc xong thì cái môi trường làm việc của mỗi công ty Đức nó như thế nào? Em xin hỏi anh Hải là em biết là cái hồi anh đi học thì anh cũng làm cho một công ty kiến trúc nhỏ hơn, và sau đấy thì khi anh chuyển lên thành phố lớn, thành phố Hamburg, thành phố Cảng, thì là những công ty lớn hơn. Thì cái sự khác biệt giữa công ty nhỏ và công ty lớn rõ ràng là cái độ lớn của cái project rồi, nhưng mà ngoài ra thì có cái gì nữa anh, con người các thứ, anh có thể nói qua cái trải nghiệm của anh. Okay. Xin lỗi anh Huy, có thể chia sẻ với anh Hải, chắc là có vận một tí. Anh Huy cũng làm qua ba công ty rồi thì chắc là cũng có về cái độ lớn nhỏ. Anh làm qua ba công ty thì ba cái độ lớn nhỏ nó cũng khá là khác nhau. Công ty đầu tiên của anh là từ một công ty khoảng cỡ 30 mấy người. Trong lúc mà anh bước vào thì họ mới có 30 mấy người thôi. Xong sau đó trong cái thời gian mà anh đi thực tập là không phải thực tập mà là anh làm grad student là working student. Đi làm bán thời gian cho cái công ty đó là 2 năm mấy đó. Xong rồi sau đó anh làm công ty đó 3 năm tiếp theo. Có nghĩa là trong một khoảng thời gian 5 năm rưỡi như vậy, công ty từ 30 mấy người nó vụt lên là thành 180 mấy, 90 người, gần 200 người. Là cái độ lớn và cái quản lý của nó cũng rất là khác. Thì là mình cũng may mắn là mình nhìn nhận được cái sự thay đổi đó. Thì rồi xong nó sau đó anh làm KSP. Thì KSP là một cái công ty lúc mà anh bước vào thì nó đã 200 mấy người rồi sẵn rồi. Thì mọi người cũng biết là cái công ty nó rất là to. Thì cái phân công chia nhỏ công việc nó ra nó lại càng có một cái cấu trúc nó cụ thể hơn. Cái công ty kia thì là lúc đầu cái cấu trúc nó rất là lờ mờ. Nó đang đi dần ra một cái công ty lớn thì cái cấu trúc nó đang trong giai đoạn chuyển mình thì nó khác. Còn cái công ty lớn hẳn á thì nó lại có một cấu trúc rất là cụ thể. Cho nên là mình sẽ cảm giác giống như là mình sẽ được đưa vào trong một cái học tủ này. Mình đưa hẳn vào một cái học tủ này. Vì họ sẽ nhanh nhạy và họ biết được là cái thế mạnh của mình nằm ở đâu.
và họ tất nhiên là cái nhà tuyển dụng họ phải 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 đưa mình vào cái thế mạnh nhất của mình, chứ họ không có dạy gì mà họ để cho mình. Tất nhiên họ cũng nói rất là gọi là hoa mỹ đó, đó là mày có thể muốn học hỏi gì thêm thì tao sẽ cho mày học hỏi cái đó, mày có thể làm gì cũng được. Nhưng mà họ vẫn đẩy công việc của họ thì họ kêu mình bây giờ mày muốn học hỏi gì cũng được, nhưng mà cứ vừa mới xong project này họ thảy ngay, chưa xong project họ đã có sẵn một cái project mới đặt trên bàn rồi. Ok, project mới của mày đây. Yeah. Thì mình sẽ không có thời gian để mà mình học hỏi những cái mới nữa. Thì cái công ty lớn á thì sẽ bị cái đó rất là dễ dàng, là mình bị phân nhỏ cái công việc của mình ra, và mình giống như một cái guồng máy lớn á, thì em chỉ biết được là ok, mình ở trong cái giai đoạn sản xuất này thôi. Mình chỉ ngồi vặn ốc vít thôi. Mình còn các bạn khác thì lắp thêm các phần khác. Đó. Mình chỉ được tất cả nó làm sao để cho cái dây chuyền lớn nó hoạt động. Còn ở những cái công ty nhỏ hơn á thì vì là nó chưa có một cái cấu trúc đó cụ thể thì mình có thể nhảy từ cái này, nhảy qua cái khác, nhảy từ cái này tùy theo những cái mỗi một giai đoạn trong cuộc sống mình có một cái cảm hứng về những cái giai đoạn mà mình làm kiến trúc khác nhau nha. Ví dụ như anh lúc đầu anh cũng nghĩ là anh chỉ phù hợp để mà anh làm ý tưởng và anh làm sáng tạo, anh thiết kế thôi. Cái đó là cái suy nghĩ của anh ban đầu và ai cũng nhìn nhận như vậy. Cái đó là cái mà anh cũng không thích, là mọi người cứ nghĩ là mày chỉ có thuộc về cái góc này thôi. Đó. Đó thì công ty lớn là nó đẩy mình ngay lập tức vào trong cái học tủ đó. Còn công ty nhỏ thì mình có thể thử nhiều cái khác nhau và mình được va chạm nhiều cái khác nhau. Vậy thì nếu mà với một sinh viên mà vừa mới ra trường thì có lẽ một công ty nhỏ có lẽ là một cái thứ hay hơn, đúng không anh? Để mình trải nghiệm nhiều thứ. Anh nói cái này thì nghe thì nó hơi ba phải một chút nhé. Là vì mỗi một người sẽ tự hiểu được mình sẽ mong muốn cái giai đoạn đó mình muốn như thế nào. Chứ còn mà nếu mà anh kêu là ok, bạn A là chỉ đi cái chỗ này đi, còn bạn B là chỉ đi công ty lớn đi, hoặc là bạn C chỉ đi công ty nhỏ đi, đó là cũng không đúng hẳn đâu. Vì là cái cảm, các bạn phải nghe theo cái cảm giác của mình cũng để mà chọn cái công ty nữa. Vì ví dụ như là cái lúc đó mà bạn chỉ muốn thiết kế những cái công trình mà nó có một cái tính chất hoa mỹ một chút, một công trình lớn một chút, thì những cái công ty nhỏ thì bạn không bao giờ được động chạm tới những cái công trình đó. Ví dụ như bây giờ mà kêu mà muốn thiết kế bảo tàng, mà bây giờ giống như công ty của anh toàn làm nhà ở không, anh mà một cái người mà chỉ mình muốn thiết kế bảo tàng quá, mình muốn thiết kế trường học quá, mình muốn thiết kế khách sạn quá, mà bây giờ là những cái công trình nó thật là to cao, mà bây giờ mà tự nhiên nhảy vào đi làm công ty nhà ở không thì cũng là không đúng, đúng không? Đó, do cái lúc đó bạn hãy nghĩ là mình sẽ thích hợp với cái nào hơn. Đó, thì sau đó bạn sẽ lựa chọn cái đó. Và có thể là trong cuộc đời của bạn thì các bạn sẽ có những cái lúc rồi các bạn sẽ thay đổi cái suy nghĩ đó. Bạn sẽ nhìn thấy ok, bây giờ mình lại muốn làm những cái thứ mà nhỏ hơn để mà mình nghĩ nó tinh tế hơn, mà mình quản lý hết tất cả các giai đoạn, và mình muốn nhìn hình thành từ cái nét vẽ của mình nó đi ra tới công trường. Ngoài công trường, các bạn ngoài công trường chửi nhau như thế nào để mà cái nhà đó nó rất đơn giản như vậy mà nó cũng có thể hoạt động được. Đó. Để mà thì cái đó là những cái được và những cái mất của mất thì cũng phải là có những cái là những cái sự mà lựa chọn thiệt hơn trong cái việc chọn công ty lớn hay công ty nhỏ. Cho anh thêm ý kiến phần này nhé. Cho thêm ý kiến, tại vì phần này mình cũng khá là đồng tình với anh, tại vì các bạn sau khi ra trường cũng đừng đặt mình một cái câu chuyện rằng là công ty lớn hay công ty nhỏ, trước mắt là công ty nào nhận mình đã đầu tiên này. Và thứ hai ấy, là các bạn xem xét là mình muốn cái gì, cũng như mình nhắc đến từ cái phần thực tập đó, các bạn muốn học cái gì. Thực sự mình đã từng làm một công ty vào phát mình chưa có một tí gì trong đầu, mình làm một công ty mà 300 nhân viên, công ty gần như lớn ở nhất nhì nước Đức, xây dựng công trình khổng lồ. Mình cũng như anh Huy nói đấy, cái nhiệm vụ mình nhận được rất là nhỏ thôi, nó chỉ là một mắt xích rất nhỏ trong một cái quần máy khổng lồ thôi. Nhưng mà cái mình học được là gì, mình nhận một cái nhiệm vụ đôi lúc chỉ là vẽ một cái cửa sổ thôi, nhưng mà mình đã tìm hiểu đọc hết tất cả cái dự án đó, từ những cái khâu mà họ từ những cái khâu đầu tiên họ lên concept ý tưởng như nào, tại vì mỗi một cái dự án ấy, họ đều lưu trữ thành một cái mục rất là rõ ràng, gồm đầy đủ
các cái quá trình, các life cycle phase, những bước làm từ A đến Z, từ bước ký hợp đồng, từ bước mà phải giao dịch, từ những bước mà phải tính toán cái giá thành xây dựng, mình đã đọc hết tất cả dự án đó, đọc hết từ đến cuối, rồi sau đó mình bắt đầu để vẽ một cái cửa sổ. Thì cái vấn đề là ở mỗi công ty ý, lớn hay nhỏ, bạn đều học được rất nhiều thứ. Nếu bạn chủ đích bạn muốn học, bạn đều có tìm cách bạn học được hết. Cái vấn đề là bạn muốn học cái gì, từ công ty nào và ở đâu thôi. Thì khi bạn trả lời câu hỏi đó và đâu nhận mình là câu quan trọng nhất thôi. Đâu nhận mình là câu, là cái câu mà rất quan trọng. Khi họ nhận mình rồi, bắt đầu mình mới tìm hiểu rằng à, nếu họ nhận mình rồi, công ty này chuyên làm bảo tàng, công ty này chuyên làm nhà ở, mình bắt đầu mình mới tìm hiểu cái trong cái mắt xích đấy, mình hiểu hết, mình phải hiểu cái guồng máy hoạt động như nào thì mình mới làm tốt cái guồng máy đó. Mình đôi lúc chỉ là một cái vít thôi, nhưng cái vít đó nó phù hợp với cả cái bộ máy khổng lồ thì cả cái bộ máy nó chắc chắn được. Còn các bạn thì tưởng tượng khi các bạn làm mà các bạn có lỗi đi, các bạn không hiểu bản chất của một cái dự án, không hiểu bản chất của cả một concept tổng thể mà làm lỗi ở đâu đó ấy, thì đôi lúc cái mắt xích nhỏ thôi nhưng nó có thể gây hỏng cả một bộ máy. Thì đó là cái mình rất là chú ý, là mình nhận một nhiệm vụ nhưng mình không chỉ biết về nhiệm vụ đó mà mình nên biết về tổng thể, tập quát của cả một cái dự án, rồi sau đó hãy làm những nhiệm vụ nhỏ, từ đó mình đưa ra cái định hướng thậm chí còn tốt hơn những cái mà công ty họ đưa cho mình, để mình có một chiến lược không chỉ cho mình mà cho công ty luôn. Như thế thì trong công ty mình sẽ hoạt động tốt hơn, cũng như mình trước mình làm công ty cũng vậy thôi. Thì đôi lúc sếp thì cho mình nhiệm vụ rất là nhỏ thôi, nhỏ cho đến một ngày nào đó mình hiểu hẳn cái project rồi, mình hiểu hoàn toàn cái dự án khổng lồ rồi, tầm 70 triệu USD cơ, và họ đưa cho mình một nhiệm vụ bất kỳ ở đó, mình đưa ra một cái giải pháp thậm chí còn làm hay hơn trước đây họ làm. Trước đây công ty làm một cái phần gọi là phần bao bì sổ khai bụng cần đến khoảng tầm tháng 2 tháng, thì bây giờ họ tiết kiệm được chỉ mất một tuần thôi, và sếp thương mình vô cùng, suốt ngày rủ đi chơi, suốt ngày rủ đi nói chuyện này kia, tại vì họ thấy rằng à, mình không chỉ nhận và mình làm mà mình còn cố gắng để mình hiểu và mình đưa được cái giải pháp tốt hơn. Đấy là họ nhìn nhận một cái nhân viên là có tính tích cực, chứ không chỉ là cứ nhận và làm, anh nhận anh làm, đôi lúc có lỗi bỏ qua rồi nhận anh làm, như thế thì nó rất là nó không có tính năng động trong cái công việc. Họ cần mình một cái cao hơn thế nữa để giữ chân mình ở lại lâu hơn. Ok, wow, rất là hay. Anh thấy mà giới trẻ Việt Nam mà bạn nào cũng như bạn Hoàng nghĩ được như vậy là quá tốt. Anh không biết là bao nhiêu năm sau anh đi làm, bao nhiêu năm sau anh mới vỡ ra được như vậy. Em nghĩ nó xuất phát từ cái đam mê. Khi mọi người có đam mê ấy, thì mọi người sẽ biết cách mình làm cái gì và mình đi như thế nào rất là tốt. Còn mình thiếu cái đam mê đôi lúc nó khó lắm. Mình có bảo bao nhiêu thì đôi lúc có thể là nghe và hiểu đó, nhưng mà nó lại lãng quên đi, đôi nào không biết. Nhưng mà khi mà mỗi người có một cái đam mê, mình thích gì, mình muốn gì thì tự nhiên mình sẽ ra được con đường. Yeah. Nghĩa là như vậy. Ok. Wow. Cho mọi người xem thời tiết Hamburg. Làm vì đam mê. Giờ xem quả thời tiết Hamburg kìa. Hamburg xin giới thiệu mọi người thành phố đẹp nhất Đức nha. Hôm nay Hải vẫn đi làm à? Ôi rồi, đấy em vừa nhận thêm một cái project Pepe Web, thế là khổ. Ok. Dạ. Okay. Em không thấy gì nữa, chắc là bị đứng hình rồi. Tại vì công ty anh Hải không có wifi, em lên mấy lần. Công ty anh Hải phải bắt wifi ở cái đường tàu bên cạnh ấy. Bên tàu đi qua bắt về wifi. Công ty to nhưng mà không đầu tư lắm. Nhưng vì em có muốn hỏi cái này thì thực ra câu hỏi có rất nhiều mà chị nên là khi mà mình học xong ở Đức và mình làm cho công ty ở Đức thì liệu cái cơ hội và thách thức của mình, nhưng mà mình muốn về Việt Nam mình làm là như thế nào? Thì anh thì giờ anh vẫn làm ở Đức thì, nhưng mà em nghĩ là anh làm lâu thì chắc là cũng có bạn bè này kia. Em hỏi đúng người rồi, vì anh cũng không biết là đi về Việt Nam như thế nào. Tại vì cái khó là như thế này, là anh đi là vừa mới tốt nghiệp xong, anh đi sang đây luôn, cho nên là anh chưa bắt đầu đi làm một ngày nào ở Việt Nam hết. Ngày xưa anh đi làm ở Việt Nam thì anh lại làm một cái ngành nghề khác, anh làm về ngành quảng cáo, anh đi thực tập về ngành quảng cáo. Tại vì trong lúc anh học đại học á, bởi vậy cho nên anh mới thấy tại sao mình nể cái bạn Hoàng kia quá, vì bạn đã biết rõ trong đầu mình muốn cái gì và làm thế nào, lên kế hoạch này kia, sao mà bạn rất là tỉnh táo và rõ ràng. Còn anh thì anh thấy ôi trời, cái thời gian anh giống như là đi chơi,
là vì thì sau này anh mới từ từ anh mới vỡ ra từ 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 đó anh mới sắp xếp lại tất cả mọi thứ. Thì là anh chưa bao giờ đi làm ở Việt Nam, cho nên là cái vấn đề mà em hỏi thì anh cũng bị băn khoăn, đó là sau khi mà anh đi làm ở bên này khoảng 2-3 năm sau, thì ai đi làm ở 2-3 năm xong cũng sẽ rơi vô cái tình trạng là mình sẽ đặt câu hỏi tự bản thân mình sẽ đặt câu hỏi mình thuộc về nơi nào, mình thuộc về nước Đức hay là mình thuộc về Việt Nam. Mình quay lại Việt Nam liệu là mình có phải mất cái thời gian để mình tái hòa nhập với lại ở Việt Nam hay không. Mọi người nói là ở Việt Nam ai nghĩ mắc cười chứ tại sao phải tái hòa nhập, tại vì mình đẻ ra mình lớn ở Việt Nam. Nhưng mà đúng thực sự là bây giờ khi mà về Việt Nam là mình phải tái hòa nhập. Ngay cả những cái vấn đề mà nãy giờ anh em mình trao đổi đó, là mình đã thấy một cái vấn đề đầu tiên đó là gì? Đó là ngôn ngữ nha. Đừng nói tiếng Việt là ngôn ngữ của mình. Mà khi mà mình dùng ngôn ngữ của ngành á, mà hàng ngày mình dùng á, mình đã nói bằng tiếng Đức rồi á, thì đến khi mà mình diễn tả bằng ngôn ngữ tiếng Việt á, thì mình lại quên mất cái từ đó là cái từ gì ở trong cái ngành của mình. Đúng không? Thì đó là cái mà yếu tố đầu tiên cho mọi người nhận thấy, đó là trong cái đầu mình nó cũng có hơi một cái sự thay đổi nhẹ rồi. Tất nhiên cái đó mình sẽ về một vài tháng thì mình sẽ quen lại, mình sẽ biết cái từ chuyên môn của cái đó là cái gì bằng tiếng Việt rõ ràng. Vâng. Đó, để khi mà mình đi làm thế. Nhưng mà cái cách làm việc á, anh anh xin lỗi. Có hình rồi. Đây. Rồi. Thì cái cách làm việc đó thì anh, bản thân anh cũng không có cái câu trả lời, là anh không biết là về Việt Nam như thế nào. Anh cũng có dò hỏi bạn bè anh cũng có người về Việt Nam rồi cũng đi làm và họ cũng hòa nhập được thôi, và họ cũng cảm thấy ok. Và cũng có một số người nhưng mà không phải là ngành nghề kiến trúc thì họ về họ làm xong họ lại muốn sang đây lại, nhưng mà lúc đó lại khó hơn để mà quay lại ở bên này. Thì câu hỏi đó thì anh thấy là anh chưa trả lời thỏa đáng, nhưng mà anh chỉ nói được cái ý của mình, đó là nếu anh cũng không biết được là cái cách mà mọi người hòa nhập lại với cái ở Việt Nam. Vâng. Ok, vâng. Câu hỏi khó. Ở đây cũng không có ai là có làm việc ở Việt Nam rồi thì chả biết nào. Thì mình cũng nói qua một chút, tại vừa rồi mình cũng làm một quế ở Việt Nam, mình cũng biết qua một chút thôi. Nhưng mà nếu các bạn mà xác định về Việt Nam làm ấy, các bạn lại phải trả lời những câu hỏi cho bản thân là các bạn mang lại được cái gì và Việt Nam mang lại được cái gì. Đấy, câu chuyện này với các bạn về Việt Nam làm cái gì nó cũng rất là rõ ràng. Ví dụ nếu các bạn về Việt Nam, các bạn đi làm thêm một công ty để học hỏi kinh nghiệm thì nó là ok. Nhưng các bạn về Việt Nam mà muốn mình mà start up chẳng hạn, hoặc là muốn nhận dự án để xây dựng ấy, nó là một câu chuyện rất là lan giải. Tại vì là thứ nhất, mình được đào tạo trong môi trường ở Đức là môi trường khá là rõ ràng về mọi thứ. Vật liệu, khi các bạn nói rằng là tôi cần bao một cái sàn với vật liệu gì thì có hàng trăm công ty họ đổ đến, họ mời các loại vật liệu khác nhau. Nhưng ở Việt Nam ấy, thì cái vật liệu hầu nhất là nhập từ Trung Quốc về, và những công ty sản xuất vật liệu Việt Nam không có nhiều. Và để mình có một cái dự án, một cái công trình nó đa dạng mang tính sự kiến trúc theo kiểu Đức ấy, là không có, rất là khó. Và hầu như phải nhập hoàn toàn các cái vật liệu từ bên Đức về hoặc là từ châu Âu về, rất là đắt, và nhiều chủ đầu tư không thể mà chịu được cái khoản đầu tư lớn như vậy. Thứ hai đó là về cái design. Thứ nhất là mình được học một phong cách kiến trúc hiện đại, một phong cách kiến trúc Bauhaus, một phong cách kiến trúc rất nhiều những các sự đa dạng trong thiết kế. Thì ở Việt Nam là phần chủ tư họ dồn vào một phong cách ở đó thôi, và mình sẽ bị chịu một lực lượng áp lực rất là lớn. Thì cái đấy mình cũng phải tính trước. Và thứ ba nữa là về một cái mức gọi là tài chính và kinh phí đó, là để mình nhận một dự án để mình làm ấy, mình phải bỏ gấp nhiều lần công sức so với mình làm ở Đức ở một công ty đơn thuần. Thì nếu mà mình về Việt Nam, mình sẽ phải chịu đựng được rất nhiều những cái áp lực, và không chỉ những áp lực về đó mà còn áp lực về xã hội, về dân sinh, về đường phố, về mọi thứ, về những cái mà cuộc sống bên Đức này mình cảm thấy rằng nó không phải áp lực. Nhưng ra đường các bạn phải bỏ túi khoảng tầm vài áp lực rồi. Thứ nhất này, trộm cướp. Thứ hai là không khí. Thứ ba là đồ ăn. Đấy là vài những nỗi lo mà trước mắt ra đường chưa biết là thành công hay không, nhưng phải bỏ túi những cái đấy. Thì bên Đức này hoàn toàn là mình có được những cái sự cái đầu óc thoải mái để mình tập trung cho những ước mơ. Okay. Kiểu như vậy thì có những nhiều khó khăn, nhưng mà mình nghĩ rằng là vẫn là bạn muốn gì thôi. Okay. Thì thế vậy thì có một cái câu hỏi cuối cùng trong buổi hôm nay là
có thể nhiều người quan tâm là nếu mà ở Đức nó tuyệt vời như thế thì liệu cơ hội mình ở đây lâu dài ở Hàn đó, thì nó có khó, nó có dễ không nếu mà mình hành nghề kiến trúc? Anh Huy rồi anh Hải có thể chia sẻ một chút. Anh Hải đang học, anh Huy có thể chia sẻ về nếu mình ở lại Hàn ở đây thì điều kiện là gì, để chia sẻ một số cách. Mình ở đây thì mình có việc làm thì mình được ở lại thôi em. Cho nên là cái đó, cái chuyện mà ở lại nước Đức để mà đi làm thì rất là dễ, anh thấy rất là dễ. Thì mình đi làm thì sau khi mà mình được bây giờ anh cũng lâu rồi, anh cũng không có cái search lại, là có nghĩa là mình đi làm được hình như là mình nộp đóng thuế 60 tháng thì là mình đã được đăng ký, là để mình có một cái giấy giống như là thẻ xanh kiểu của mình á. Còn không mà sau đó mình muốn đổi quốc tịch luôn cũng được. Thì đó, mình đi làm đóng thuế 60 tháng mà rất là dễ, vì trong cái lúc mà em đi sinh viên em đã thực tập là em cũng đã đóng thuế rồi. Cho nên là khoảng thời gian đó, ví dụ sinh viên hết 3 năm là em đã đóng thuế hết 3 năm rồi, em chỉ còn mất lại có 2 năm sau khi em ra trường nữa là em có thể nộp đơn để mà em xin visa để em ở lại thôi, em ở lại vĩnh viễn luôn. Rồi xong rồi tùy ai mà thích đổi pass, đổi quốc tịch thì đổi thôi. Cái đó rất là dễ, có việc làm là mà ở Đức thì anh nghĩ là việc làm thì không thiếu. Cho nên là cái cơ hội ở lại đối với các bạn đó là quá dễ, đó là các bạn muốn hay không muốn. Chứ còn mà ở lại đó là do các bạn quyết định, chứ cũng phải thành phố là quyết định. Quan trọng vẫn là mình muốn hay không, định hướng của mình đúng không? Định hướng tương lai. Cái câu hỏi đó mới là cái câu hỏi quan trọng đó. Câu hỏi đó là cái câu hỏi mà anh thấy hầu như bạn nào mà tốt nghiệp ra 2-3 năm là bắt đầu cũng sẽ rơi vào cái tình trạng là băn khoăn, là nếu như mà không có gia đình, không có bố mẹ ở đây là sẽ đặt cái câu hỏi đó. Như vậy. Tương lai đúng không? Chắc là câu hỏi này thì mỗi người phải tự trả lời cho chính mình, vì nó cũng phụ thuộc vào quá nhiều thứ. Vâng thì đấy còn điều kiện câu... thì dễ, rất là dễ dàng. Dạ ok, cảm ơn em. Thì đấy cũng là câu hỏi cuối cùng của cái buổi talk show ngày hôm nay. Thì trong quá trình mà ba anh em mình nói chuyện từ đó cho anh cũng 1 tiếng 30 phút rồi, thì có một số bạn theo dõi chương trình có một số câu hỏi, thì Tùng có thể mở mic lên và đọc câu hỏi cho các anh có thể giải đáp không nhỉ? Anh không để ý lắm. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Linh Vũ. Thì bạn Linh Vũ ở đây không thì mình sẽ unmute bạn để bạn hỏi trực tiếp luôn cho nó dễ. Bạn Linh Vũ ở đấy nhỉ? Mình vừa mới unmute bạn xong rồi đó. Hình như có 2 bạn phải. À đây rồi. À đây rồi. Em đăng nhập bạn Heinrich. À ok. Vâng. Em xin tự giới thiệu, em tên là Linh và hiện tại em cũng đang học ở Kunst Academy Stuttgart Master và kỳ 2 ạ. Chào em, là... hậu duệ. Chào anh Huy. Em nghĩ là anh Huy. Vâng, anh Huy chắc là người duy nhất mà em có thể gọi là biết là đã từng học Master Architecture tại Kunst Academy. Thì thực tế thì là em có một cái base không phải là học kiến trúc mà em học thiết kế nội thất. Và sau đấy bởi vì là em cũng học thiết kế nội thất ở Stuttgart và em được biết đến Kunst Academy một cách cũng tình cờ thôi và em cảm thấy thích nên là em gọi là đăng ký thử đấy. Thì may mắn là họ cũng nhận mình. Và khi vào trường thì thực sự em cũng thấy rất là may mắn bởi vì cái chương trình học của trường phải nói là rất là hay. Chương trình học của Kunst Academy thì nó không bắt buộc mình phải gói gọn trong hai cái từ kiến trúc mà nó cho phép mình mở rộng cái khả năng mà kết hợp kiến trúc với các ngành khác. Thế nhưng mà trong đầu em luôn có một cái câu hỏi, đấy là dù cái kiến thức học được nó hay như thế, thế nhưng mà rất có khả năng là sau này khi mà đi làm, đi kiếm việc thì nó sẽ gây nhiều khó khăn cho mình hơn là lợi thế. Thì cái đấy là em muốn hỏi anh Huy là những cái kiến thức mà em học được trong Kunst Academy hoặc là đại loại thế thì làm sau này để mà đi làm nhé.
thì nó có gây bất lợi cho mình khi mà mình phải đấu tranh với nhiều các cái colleague, những cái bạn làm việc khác mà họ xuất phát từ uni hay là Fast Hostel không ạ? Anh sẽ nói với em là có đó. Vì cái nền tảng của mình á, là mình được dạy, em biết cách dạy ở trong trường của mình rồi ha. Thì khi mà ra bên ngoài á, thì không phải là ai cũng may mắn để mà tìm được những công ty nó làm những cái công trình nó phù hợp với những cái gì mà mình đã được học, đúng không? Thì anh ra đi làm đó thì cũng may là vì là công ty anh đó, anh đã được thực tập ở công ty đó 3 tháng rồi. À, không phải thực tập mà là đi làm bán thời gian 3 năm rồi. Bán thời gian 3 năm rồi. Xuyên suốt trong cái quá trình anh đi học ở Kunst Academy thì họ biết anh như thế nào và họ đánh giá mình như thế nào. Cho nên là khi mà họ nhận và họ biết được là cái thế mạnh của mình là ở vị trí nào, cho nên là họ giao cho mình những cái công việc của mình như thế nào cho nó phù hợp với bản thân mình. Không phải ai cũng có một cái lợi thế đó. Đó là lý do tại sao mà anh khuyên tất cả các bạn học kiến trúc là nên đi làm trong lúc mà các bạn đi học. Vì nếu như bạn không may mắn nhận được lại ở công ty đó thì bạn vẫn có một cái kiến thức cơ bản ở trong cái tất cả mọi hoạt động ở trong công ty, các bạn đã nắm rõ được nó rồi. Và thứ hai nữa là nếu như mà bạn may mắn thì công ty đó sẽ mời bạn ở lại và nó sẽ biết được cái thế mạnh của bạn, và ngay lập tức bạn không phải bơi đầu tiên để mà bạn tìm hiểu về cái việc là ra trường rồi có ai biết mình làm được cái gì và ai biết mình không làm được cái gì để mà nhận mình vào hay không. Cho nên là anh này có cái may mắn đó, cho nên cái giai đoạn bỡ ngỡ ban đầu của anh nó cũng sẽ đỡ hơn. Đó là anh được chuyên giao cho quăng cho thằng cục, ok phải thiết kế đi. Đó thì ok, mình suy nghĩ những ý tưởng, mình lên concept, xong rồi mình bàn bạc với sếp, rồi mình đưa ra những cái quyết định cuối cùng là ok, bây giờ mình sẽ làm cái công trình này theo cái hướng này và cái concept của nó như thế nào. Thì anh làm cái Kunst Academy nó tạo cho mình một cái nền tảng rất là vững chắc về concept, cho nên là sau này ra ngoài khi mà mình có một cái nền tảng concept vững chắc như vậy rồi á, mình đi ra, mình đi, mặc dù cái tiếng của anh không tốt nha, nhưng mà khi mà mình đi ra bên ngoài thì mình, với cả là anh cũng may mắn là nhờ có cái quá trình anh học ở Việt Nam, thì anh nói là cái khả năng tư duy 3D, cái tư duy về không gian đó, chứ mà anh không nói về 3D bằng cách vẽ trên máy, mà là tư duy về không gian của mình ở sinh viên Việt Nam đó, là cũng do chắc là toán bị cày toán nhiều quá cho nên là tốt. Thì nhờ những cái yếu tố đó nó tạo cho mình một cái vấn đề là mình vững về cái concept đó. Khi cho nên khi mà anh đi ra ngoài làm nó như làm sang, hoặc là sang công ty mới KSP cũng vậy, sếp biết ngay mình. Thì tất nhiên là vào thì họ vẫn phải dè chừng, họ nhìn mình, họ phải xem mình thử một vài công trình như thế nào, sau đó mà họ mới biết à ok, anh này tin tưởng được hay không tin tưởng được, anh này tin tưởng được ở một cái phase nào để mà giới thiệu. Thì anh nghĩ là trường Kunst Academy của mình đó là do có cái lợi thế về concept, nhưng mà mình lại có một cái thiệt hơn về tất cả các bạn, như là bạn Hoàng hoặc là như là bạn Hải chẳng hạn. Thì mình về cái mà bây giờ mà kêu anh mà vẽ một cái detail thì tất nhiên là sau khi này anh cũng phải nhìn lại giống như Hoàng vậy đó, là mình làm concept mà mình không có nghĩ đến cái chuyện là mình chỉ làm concept không đâu, mà mình phải nghĩ là để mà thực hiện được những cái đó thì nó có phải gì. Ở bên Đức này nè, từ năm 1999 cho tới bây giờ đó, số lượng denom nó đã tăng lên gấp 4 lần, là một cái số lượng khủng khiếp đến cái nào. Khi mà bạn vẽ một cái detail nó mình phải coi là à, cái đó nó có được cho phép làm như vậy hay không, hoặc là khi mà các bạn vẽ một cái máy như vậy, các bạn nghĩ ý tố như vậy nhưng mà nó có phù hợp với cái công trình đó hay không, cái vật liệu đó nó có được cấp giấy phép chứng chỉ để mà nó làm cho cái công trình đó của bạn hay không. Cho nên là mình thiếu những cái phần ở phía sau rất là nhiều. Hoặc là bây giờ ví dụ như anh là anh hỏng hoàn toàn kiến thức về Fegab, là kiến thức bạn Hoàng thầu hợp đồng đúng rồi,
thầu với lại cả đó, đó là một cái phần kiến thức anh hỏng hoàn toàn, anh không biết. Mà nãy bạn là mới có đang thực tập hoặc là năm thứ mấy mà bạn đã suy nghĩ về cái đó và biết về cái đó, và thì em sẽ thấy được là cái điểm mạnh và cái điểm yếu của mình khi mà mình học cái trường đó, rồi sau này cái cách mà mình chọn việc nó như thế nào. Thì mình biết vào cái điểm mạnh của mình và cái điểm yếu của mình để mà mình chọn cái công ty để mình vào đó làm thôi. Câu trả lời của anh có thỏa đáng cho bạn Linh không? Và bạn Linh có muốn hỏi gì nữa không, hay có vấn đề gì muốn làm rõ nữa không? Okay. Alo. Chắc là câu hỏi cũng anh nghĩ là cũng ok, chắc là trả lời cho bạn Linh chắc là. Để em chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo nhé. Theo là đến câu hỏi của bạn Đức Nguyễn, thì bây giờ mình sẽ unmute bạn. Xin chào mọi người. Đầu tiên phải cảm ơn lời chia sẻ của tất cả mọi người. Hôm nay thực sự rất là thú vị. Bản thân mình thì học đại học ở bên Đức rồi và bắt đầu đi làm rồi. Hôm nay thì có lẽ phải đặt câu hỏi cho anh Huy, đó là anh đã vào trong BDA rồi đúng không ạ? Anh đã đăng ký vào trong đấy rồi đúng không ạ? Anh không có vào Architect Incomer. Anh chưa vào Architect Incomer tại vì anh chưa phải ký hợp đồng. Nhưng mà em chỉ tò mò một cái, đó là sắp tới, thời gian sắp tới sau khi đi làm xong ấy, thì em muốn đăng ký vào trong CAM. Thì anh có biết rằng trong khi mà mình đăng ký vào rồi, mình có những cái lợi thế gì nhất định trong cái hội kiến trúc sư của cái bang đấy không? Có, cái lợi thế đầu tiên là về thuế, là em sẽ được về phần thuế. Cái anh xin chia sẻ cái lý do tại sao mà anh không đăng ký vào CAM. Đó là vì anh chia sẻ cái lý do đó trước cho mọi người hiểu. Là vì lúc đầu anh xác định anh về Việt Nam, cho nên là lúc đó anh khi mà anh đi làm ở Stuttgart 2-3 năm rồi thì anh vẫn ok, mình quyết định mình sau này sau 3 năm mình sẽ về Việt Nam. Nhưng mà dòng đời đưa đẩy, cuối cùng thì anh vẫn còn ở đây. Và đến lúc mà khi mà mình đi làm thì mình vẫn tất cả những cái seminar thì anh đã có đầy đủ hết rồi, và tất cả những cái phase mà để mà đi làm trong đó thì anh cũng đã có hết rồi. Việc của anh chỉ việc đi nộp thôi. Nhưng mà cái lợi của trong đó anh vẫn chưa làm, nhưng mà đó là cái phần mà cũng nếu mà nói là đó là các bạn chọn, đó là cái phần thuế đó, các bạn sẽ các bạn gọi là gì nhỉ? Sau này khi mà về già đó, cái lương hưu của các bạn sẽ có nhiều hơn, chứ không anh đang nói về thuế là không đúng, mà cái tiền lương hưu của các bạn sẽ có lợi thế hơn. Rồi xong khi mà các bạn vào đó là cái thứ nhất. Cái lợi thế thứ hai là khi mà các bạn vào ở trong một cái hiệp hội kiến trúc đó, mình nói như vậy cho các bạn ở Việt Nam mà có nghe thì hiểu, là hiệp hội kiến trúc đó, thì các bạn sẽ được miễn giảm được những cái buổi họp seminar hoặc là những cái buổi mà các bạn đi đến, có một số bảo tàng nó vẫn có miễn giảm đó. Thì những cái buổi, nhất là những cái buổi mà seminar hoặc là những buổi mà gọi là học học thêm, là hiểu biết thêm về những cái buổi đó, thì cái giá của cái người ở trong hiệp hội kiến trúc cũng nhiều hơn, cũng được ưu đãi hơn nha. Ok. Theo như em được biết thì kiểu nếu mà mình đã đăng ký vào trong CAM rồi thì bắt buộc hàng năm mình phải đóng một cái khoản gọi là phí hội viên nhất định. Nó không nhiều nhưng mà nó chỉ để là để mình đăng ký vào thôi. Thì em không biết hiện tại thì em đang làm từ license phase 1 đến 5 đó. Nhưng mà đôi khi thì em cảm thấy là mặc dù những cái bản vẽ mình thiết kế ra rồi ok rồi, nhưng mà mình chưa được phép mình ký vào trong cái bản vẽ thiết kế đúng không? Và bắt buộc mình phải vào trong CAM, mình đăng ký rồi, mình đóng hội phí các kiểu thì mình mới được trực tiếp ký tên đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Để nếu như mà em chưa vào CAM nhé, em chưa có cái chữ ký của kiến trúc sư thì em vẫn được xây một cái nhà dưới 200 m². Ở bên Đức là như vậy, là mình được quyền nộp bản vẽ xin giấy phép cho những cái căn nhà nhỏ hơn 200 m², là dành cho những người không có chữ ký trong hiệp hội kiến trúc sư. Đấy là diện còn tích nếu sản. Như mà đúng rồi em,
Còn nếu như mà cái công trình mà nó to hơn 200 mét vuông thì là mình phải bắt buộc là mình phải ở trong hiệp hội đó. Wow. Ok. Đây là kiến thức mới em chưa biết. Anh rất bản thân là em chưa giờ chưa chưa ai kêu anh ký công trình mà 5-6 ngàn mét vuông cho nên là anh cũng không. Cái này thực sự là em vừa mới đăng ký năm ngoái là vào AKM này. Rồi bạn Đức đang ở thành phố nào? Hiện tại mình đang ở Hamburg. À, okay. Học ở Hamburg. Dạ. Thì có Nguyễn Hoàng Hải. Mọi người nghe Hải nói ở trong AKM đúng không? Đúng rồi. Mọi người nghe thấy không? À đó. Thì cái này lại tùy thuộc vào từng KM. Ví dụ Hamburg lại anh thấy là khá đơn giản hơn so với các thành phố khác, vì Hamburg là không cần phải làm tất cả các Leistungsphasen. Tức là em chỉ cần làm từ phần thiết kế cho đến Leistungsphasen 5, và em chứng minh được cái đấy trong vòng em làm 2 năm và nộp các bản vẽ và các cái giấy tờ liên quan thôi. Cái Fort Mindung đặc biệt là Hamburg lại đặc biệt là không cần, nên là cũng dễ hơn so với các bang khác. Yeah. Các bang khác phải đi học thêm Fort Mindung nữa. Thì vào như anh Huy nói là các cái công trình nhỏ ấy, thì mình có thể là sau khi tốt nghiệp là mình đã có thể vẽ và mình thiết kế mình làm được rồi. Còn ví dụ như là động đến cao hơn, cái giá trị là cái công trình nó to hơn và động đến các cái static hay là động đến các cái stand bao gì đấy nó phức tạp hơn thì mình cần chữ ký. Yeah. Thì thực sự là cần chữ ký xong rồi mình còn phải mua bảo hiểm nha, cái tiền bảo hiểm đó sao? Là mình phải suy nghĩ xem một năm mình có ký cái hợp đồng để mà mình có nhiều cái công trình mà nó to như vậy hay không, để mà bằng với cái tiền cái bảo hiểm của mình để mà mình Đi rất cái câu trả lời của các anh khách mời thỏa mãn. Ra mình còn một câu hỏi nữa, đó là thời điểm nào đăng ký là nó phù hợp nhất? Thời điểm khi nào? Thực sự là cái đấy là sau 2 năm đúng không em? Bằng kiến trúc đúng rồi. Sau 2 năm là mình có thể xin Beantragen cái đấy được rồi, nhưng mà thực chất là mình phải làm đủ các cái Leistungsphasen của nó thì mình mới đầu mình làm được. Nhưng mà cái này có nên làm hay không, làm trước làm sau thì anh thấy là khi nào em có ý định làm riêng hoặc là làm những cái project nhỏ mà mình muốn thực hiện, anh cảm giác như là một cái bằng để mà mình thứ nhất ngoài là mình đảm bảo thôi đúng mình tự tin hơn. Cái này kia rồi mình làm. Anh cảm giác thế. Yeah. Nên anh cứ làm thôi. Ok. Ok em cảm ơn. Cảm ơn bạn vì câu hỏi. Đúng chứ. Mình chuyển sang câu hỏi. Còn câu hỏi của bạn Hà Phùng bây giờ để em Hà Phùng. Bạn Hà Phùng mình vừa mới unmute bạn thôi, thì bây giờ bạn có thể hỏi trực tiếp luôn. Alo. Alo. Bạn Hà Phùng có đấy không? Alo. Dạ có mọi người nghe. Bạn nói đi. Mọi người nghe được bạn. Được chưa? Alo. Nghe rồi. Nghe rồi. Bạn nói đi bạn nào. Mọi người ơi. Chào mọi người. Nãy giờ em có nghe mọi người chia sẻ mấy kinh nghiệm mà làm việc ở Đức á. Thì hiện tại trong tương lai thì em cũng có dự định là em sẽ đi Đức để em học master. Nhưng mà em cũng chỉ mới tìm hiểu thôi. Nhưng mà trước tiên á thì em nghĩ là em sẽ qua bên đó để em làm quen môi trường làm việc trước, tại vì em đã đi làm ở đây khoảng được biết là thực tập, em đã thực tập ở đây từ khoảng năm 3 rồi. Tới nay là em đã có kinh nghiệm làm việc khoảng 4 năm. Thì em không biết là khi mà qua bên đó thì cái bằng Việt Nam của mình á, nó có giá trị không á. Để làm việc mà thí dụ làm thực tập sinh ở bên đó để em quen cái môi trường làm việc bên đó, là sau đó em sẽ xin học bổng master cho nó dễ hơn. Cho anh hỏi này, tại sao cái em nghĩ là cái bằng của mình không có giá trị? Tại vì em thấy có nhiều cái nước thì nó không có chấp nhận bằng của Việt Nam, nên là em mới hơi lo. Em nhìn vô cái bảng đánh giá của bên Đức á, là cái bằng đại học của kiến trúc ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, hoặc là ở Hà Nội chẳng hạn, thì nó cũng được đánh giá là A cộng A kiết gì mà, đúng không? Em học bên đại học Văn Lang á anh. Ủa mà Văn Lang thì nó ví dụ như nó A chẳng hạn, hoặc là thì cũng đã sao em?
có nghĩa là do cái kỹ năng của mình mà với cả cái bởi vậy có rất nhiều bạn từ Việt Nam đi sang nước ngoài, suy nghĩ đầu tiên của bạn là nghĩ về Việt Nam kém hơn nước ngoài, nhưng mà cái đó là một cái suy nghĩ hoàn toàn sai lầm nha. Việt Nam bây giờ có những bạn còn giỏi hơn ở nước ngoài rất là nhiều á. Chứ còn mà mình cứ giữ cái suy nghĩ làm đó là cái suy nghĩ đó nó sẽ làm cho bản thân em rụt rè hơn một chút xíu khi mà em giao tiếp với tất cả các bạn khác, vì em nghĩ là em sẽ có một cái gì đó yếu thế hơn các bạn, nhưng hoàn toàn không. Em không có gì yếu thế hơn các bạn hết. Các bạn cũng học 12 năm ra, các bạn cũng học đại học ra, em cũng học 12 năm ra, em cũng học đại học hết. Cái mà mình dở hơn các bạn đó là các bạn nói ngôn ngữ mẹ đẻ, và cái mình yếu hơn các bạn đó là mình nói ngôn ngữ nước ngoài. Chứ còn mà về cái khả năng của mình thì mình hoàn toàn không yếu thế hơn các bạn. Cho nên là một cái mà khuyến khích là các bạn ở Việt Nam, khi mà các bạn suy nghĩ các bạn đi học nước ngoài, các bạn đừng bao giờ nghĩ là mình không bằng các bạn nước ngoài nha. Mà bây giờ các bạn nước ngoài nhiều khi lại còn phải nhìn về các bạn Việt Nam vì cái technique của các bạn nhanh quá, các bạn phát triển nhanh quá, các bạn làm mọi thứ rất là nhanh, rồi cái mình học toán phức tạp hơn rất nhiều, cho nên mình suy nghĩ về không gian tốt hơn rất là nhiều. Cho nên là mình có thể bỏ cái giống như bạn nãy nói là mình bỏ túi cái suy nghĩ và mình kém hơn một chút. Yeah. Và khi mà em làm một cái portfolio thì em tìm hiểu, em có thể search trước ở cái portfolio bên này nhìn nó như thế nào, nó đơn giản hơn. Người ta khác mình thôi chứ không có nghĩa là người ta hơn mình. Cái mình phải dùng những cái từ cho nó đúng, để khi mà mình suy nghĩ thì người ta, cái cách làm của người ta, cái cách người ta diễn họa khác mình không có nghĩa là người ta hơn mình đó. Thì bởi vì không có ai hơn ai và không ai kém hơn ai hết, cái đó mình phải nhìn nhận như vậy. Rồi thì các bạn có được cái sự tự tin đó thì các bạn bước ra, các bạn làm một cái portfolio, các bạn đưa vô cho một cái anh sếp. Anh ví dụ nha, một người đã tốt nghiệp đại học ở Đức, họ rất hiếm khi họ đi xin thực tập ở một cái công ty kiến trúc nào, trong khi bạn sếp, bạn nhìn thấy một người này học ở Việt Nam đã 5 năm và đã đi làm rồi mà chỉ đi xin thực tập mình thôi, phải trả ít tiền hơn mà kiến thức của bạn nó có nhiều hơn. Đó là thế mạnh hay là thế yếu của em? Yeah. Em hiểu không? Khi mà mình phân tích thì mình phải nhìn vào những cái điểm mà mình sáng giá hơn người khác để mà mình biết và mình đánh giá mình. Chứ mà mình mà không có sự tự tin ngay như vậy thì ngay khi mình bước vào cái phòng phỏng vấn, mình ngồi xuống là người ta đã thấy à, cô này thiếu tự tin thì cũng khó để mà làm việc nha. Cho nên là cái đó anh khuyên các bạn là các bạn Việt Nam bỏ cái sự thiếu tự tin đó, để mà mình bước qua đây mình ok, mình nghĩ là mình ngang bằng, mình đừng không cần phải nghĩ mình hơn người khác, tại vì mình nghĩ là mình ngang bằng với tất cả các bạn khác. Mình tự tin mình bước vô, ok em muốn phỏng vấn cái này để mà em đi xin việc ở đây. Và cái xin việc đó thì cũng rất là dễ vì kiến trúc, văn phòng kiến trúc ở đây rất là nhiều, cho nên là cái cơ hội dành cho cho bọn em cũng sẽ rất là nhiều. Yeah. Nó chỉ khó về cái mặt là nếu như mà bạn xin thực tập từ Việt Nam, có nghĩa là bạn đang ngồi ở Việt Nam mà bạn xin thực tập ở bên Đức, thì nó sẽ khó là vì giấy tờ để mời bạn sang bên này nó sẽ phức tạp hơn là mời một bạn ở cái tỉnh này sang tỉnh kia để đi thực tập, tại vì người ta không cần giấy tờ gì hết. Em hiểu không? Dạ. Dạ. Dạ, anh cho em hỏi thêm một cái nữa, đó là em theo em biết cái học bổng chính phủ DAAD của Đức á, mà cho ngành kiến trúc á, thì em thấy á, là cái portfolio của nó đòi là những công trình mà tức là nó thuộc mang tính học thuật hơn, như là những cái đồ án ở trường của em hoặc là những cái bài mà em dự thi cho bản thân em, chứ nó không có phải là những cái công trình thương mại giống như em đi làm á. Thì thì em không biết là khi mà chuẩn bị hồ sơ cái portfolio như vậy thì mình như thế nào ta? Tại vì bây giờ đa số của em là những công trình thương mại.
tại vì em đã đi làm quá lâu rồi nên là em thấy mảng của em là những công trình thương mại nhiều hơn. Em không biết là khi mà mình chuẩn bị cái portfolio như vậy á, thì em hơi không biết phải làm sao á. Tại vì em cũng chưa có từng tham gia nhiều cuộc thi kiến trúc, tại vì em bỏ thời gian ra để em đi làm và lấy kinh nghiệm nhiều hơn là em tham gia những cuộc thi học thuật. Thường mà để xin học bổng như vậy thì họ đánh giá về cái phần để mà mình làm do mình mạnh về concept đó, cho nên là họ đưa về mình những cái căn bản nhất là những cái phần mà học thuật nhiều hơn là những cái kiến thức thực tế của mình đó. Cho nên là bây giờ em không có lôi ra được những cái thứ nhất là nếu mà ở Việt Nam mình đi làm thì chắc mình cũng ít có, nhưng mà mình cũng không có thời gian để mà mình nghiên cứu hơn về một cái gì đó hoặc là làm những cái cuộc thi này kia hả, đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Thì như bài tốt nghiệp của em hoặc là đồ án chuyên ngành hay là cái gì đó, tức là mình đâu có nhất thiết là mình phải nộp y nguyên như là cái lúc mà không. Chắc là mình phải có một cái buổi nào đó để mình nói về cái portfolio là cái mà các bạn chuẩn bị như thế nào á, thì cái cách mà để mà làm một cái portfolio đó, thì các bạn phải rút tỉa lại thật là đơn giản, chứ các bạn không thể nào mà các bạn đem luôn mười mấy cái bản A0 của bài tốt nghiệp mà các bạn đem vào cái portfolio đó, là người ta cũng không có thời gian để người ta đọc. Thì mình phải rút tỉa làm sao để cho người ta chỉ lướt qua vài giây thôi, người ta dở qua, người ta nhìn thấy cái concept, à ok, như vậy để đi đến cái người thấy cái thế mạnh của cái trong cái việc cái concept nó cụ thể như thế nào á, thì nó sẽ dễ dàng cho cái sự lựa chọn em được hay là không được hơn trong cái portfolio của em. Chứ còn mình dàn trải ra nhiều quá thì cũng người ta không có thời gian để người ta đọc xúc tích. Dạ, dạ rồi anh, cảm ơn anh, cảm ơn mọi người. Không có gì. À Phương ấy, anh còn đấy không ạ? Dạ còn ạ. Tại vì mình có một cái, lúc anh Huy có bảo là cái buổi portfolio thì thực ra là bọn em có làm rồi. Bọn em có một buổi, em có mời hai anh đang giảng dạy về môn thể hiện ở trường Đại học Kiến trúc ở trường Melbourne, Úc, về nói về làm portfolio, thì có thể bạn nào có thể xem trên group của nhóm thì mình có đăng lên, mình có thu lại và mình đăng lên thì bạn có thể tham khảo về portfolio. Dạ rồi, em cảm ơn. Thì có một câu hỏi cuối cùng của cái buổi hôm nay, muộn rồi, thì em cũng hỏi khá đơn giản thôi, là chào mọi người. Của bạn Đông Như, chào mọi người, em hỏi công ty ở Đức có sử dụng phần mềm Revit để thiện bản vẽ không? Em xin cảm ơn. Thì câu hỏi này thì anh muốn trả lời. Em thì theo kinh nghiệm của em thì em thấy các phần mềm của Autodesk như AutoCAD hay là Revit thì phần lớn ở Đức ít sử dụng hơn, bởi vì em cảm giác là phần mềm của Autodesk cũng bán rất là đắt nên là các công ty ít khi sử dụng. Những công ty xây dựng hay dùng nhiều, về là cần cái độ chính xác cao. Những công ty về kỹ thuật máy móc và những công ty mà liên quan đến thi công xây dựng ấy, thì phần lớn họ dùng những cái đấy. Do cái khác biệt về cái chương trình ở Việt Nam là do cái chương trình ở Việt Nam nhiều người còn có thể xài lậu, chứ còn các công ty ở đây họ dựa vào cái giá thành của cái sản phẩm, cái program đó mà họ chọn cái program. Em nghĩ là Autodesk, phần mềm Autodesk kiểu AutoCAD, 3DS Max hay là Revit đều được tránh bởi vì là đắt. Rồi Mỹ. Công ty lớn thì có dùng Revit, ví dụ KSP của anh Huy là có dùng Revit. Hồi trước là em cũng có một có dùng Revit, okay. KSP nhưng không nhiều, okay. Đức không nhiều công ty dùng. Okay. Nhưng mà khi mà các bạn mà học vẽ máy rồi thì mình chuyển từ chương trình này sang chương trình khác rất là nhanh, các bạn không cần phải sợ đâu. Đúng rồi, tại công ty em trước đây cũng nhận nhiều người làm về, họ có nói thẳng là không có tí kinh nghiệm gì về AutoCAD, công ty nói là mất một tháng đầu tiên để phải đào tạo là giỏi ngay. Đúng rồi. Nên là cái vấn đề mà họ sẽ nhìn vào cái cách mình làm việc hơn là
Tất nhiên là cũng nói liên quan một chút đến cái khả năng phần mềm của mình, nhưng mà nếu mình có một kỹ năng căn bản là phần mềm ấy, thì người ta vẫn nhận hết rồi. Còn với cái đào tạo đấy lại không khó. Cảm ơn bạn Như. Vậy thì mình cũng đã nói chuyện được hơn 2 tiếng rồi, thì chương trình cũng chắc là nên đến hồi kết ở Việt Nam rồi, 11 giờ rồi. Thì em xin cảm ơn mọi người đã tham gia talk show và cảm ơn người xem, và đặc biệt là cảm ơn ba khách mời, cảm ơn anh Huy, cảm ơn bạn anh Hải và cảm ơn bạn Hoàng. Thì hẹn gặp lại mọi người cho những buổi lần sau. Có một cái lưu ý là trong 2 tuần tới thì nhóm mình cũng có thể hiện cũng có thực hiện một chương trình về du học Ý, thì các bạn quan tâm có thể theo dõi trên nhóm. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe.